Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện của tác giả Thuận Thiên và tác giả Mạnh Ninh. Ở câu chuyện đầu tiên của tác giả Thuận Thiên kể về sự trải nghiệm của những chàng trai lần đầu tiên lên nhập học đại học. Họ ở trong ký túc xá và có lẽ những điều kỳ lạ họ gặp lần đầu tiên trong cuộc đời cũng chính là những kỷ niệm mà khó quên nhất của một thời sinh viên. Câu chuyện của tác giả Thuận Thiên sẽ diễn biến ra như thế nào thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Theo như kế hoạch ban đầu của Cương thì cậu sẽ lên trước ngày nhập học độ 3 hôm để sắp xếp chỗ ăn ở cho ổn định trước khi đón chào năm học mới. Năm nay Cương mới thi đỗ vào trường đại học Nông Lâm. Dù không muốn một chút nào, nhưng cậu đành phải nghe theo bố mẹ vì nguyện vọng của Cương là vào được đại học Bách Khoa. Khi nộp hồ sơ xét tuyển, Cương cũng cứ đinh ninh là với số điểm đó của mình thì thừa sức đỗ, vì cứ so sánh mặt bằng chung về điểm sàn của mấy năm về trước là biết. Ai ngờ, khi công bố kết quả thì Cương lại chưng hửng vì thiếu mất nửa điểm. Đại học Nông Lâm chỉ là nộp nguyện vọng 2 thôi. Lúc đó Cương cũng nộp đại, chứ chắc mầm là bên Bách Khoa chúng rồi. Ai ngờ bây giờ lộng giả thành chân. Bố mẹ Cương động viên: đỗ trường nào thì học trường đó, không việc gì phải buồn. Con chỉ buồn khi con chưa cố gắng hết sức. Còn nếu năng lực của con đến đó thôi thì có gì mà phải tiếc nuối hả con? Bà mẹ bổ sung: mẹ thấy học trường Nông Lâm cũng được chứ sao. Đấy, anh Toàn nhà chú Chiến cũng ra đại học Nông Lâm ra đấy thầy. Học còn mấy tháng nữa mới tốt nghiệp là đã có mấy chỗ liên hệ đi làm rồi. Đã thế lương lại cao nữa chứ. Nói tóm lại là mẹ thấy ổn đấy, không sao đâu. Cái nhìn của bố mẹ Cương chỉ mang tính thực dụng. Nhìn thấy con nhà hàng xóm cũng học trường đại học đó, bây giờ làm ăn khấm khá, rồi tự ý gắn luôn cho cái trường đại học đó là ngôi trường mà sau khi tốt nghiệp sẽ hốt tiền. Cương buồn lắm nhưng không biết giải thích thế nào cho bố mẹ hiểu. Học một ngành mà mình không yêu thích thì làm sao có ý chí mà phấn đấu được, rồi lại còn động lực để theo đến hết chặng đường nữa chứ. Thả như vài ba tháng thì còn cố được, đằng này 4-5 năm trời chứ ít ỏi gì đâu. Học thì phải cho ra học chứ. Học đại một trường nào đó rồi khi vào học thì chán nản bỏ bê. Nay mang tiền đi học lại môn này, mai mang tiền thi lại môn kia thì học làm gì. Ý nghĩ là vậy, nhưng nói thì bố mẹ chẳng nghe. Mà thôi, không học nữa để đi làm thì bà mẹ lại nói giọng hờn dỗi: gớm, mặt đây mà húp, tưởng kiếm được đồng tiền của thiên hạ là dễ lắm đấy hả? Đổ mồ hôi sôi nước mắt chứ không bỏ đâu con ạ. Bố mẹ muốn cho học hành mấy năm cho trưởng thành thêm thì lại không nghe. Cái sống cái chết, đúng là cá không ăn muối thì cá ươn. Cường đành ngậm ngùi cười ra nước mắt để theo học trường đại học Nông Lâm cho bố mẹ vui lòng. Thôi thì trời không chịu đất thì đất đành phải chịu trời vậy. Cường cũng không muốn mang tiếng cãi lời cha mẹ. Ngày kia là Cường nhập học rồi. Cậu đã lên đây từ cách đây 3 hôm. Lên đến nơi đang định đi kiếm phòng trọ thuê thì vô tình Cường gặp được hai người bạn. Hỏi ra mới biết cũng là sinh viên năm nhất. Họ không học cùng ngành nhưng học cùng trường với Cường, và cả hai cũng đang đi tìm nhà trọ. Hai người, một người là Biên và một người là Nhu. Khi cả ba giới thiệu xong, Biên phì cười bảo: ôi giời, thế thì chúng mình ở cùng phòng là hợp lý quá còn gì. Tôi là Biên, cậu là Cương, Biên Cương là quá hợp lý. Đã vậy cậu Cương lại ở với cậu Nhu nữa chứ, Cường Nhu hợp lý. Cả ba cùng cười lớn, họ cảm thấy rất vui khi mà mới ngày đầu chân ướt chân ráo lên đây mà đã gặp được những điều rất thú vị. Bấy giờ Nhu mới bảo: tôi đọc trong cái mặt sau của tờ giấy thông báo nhập học, họ có cho địa chỉ của mấy khu ký túc xá quanh trường này này, hay mình thử liên hệ xem. Cường đáp: ừ, ở được ký túc thì giá phòng nó rẻ, ở cả năm cũng chỉ bằng tiền mình ở trọ một tháng thôi. Cơ mà tôi nghĩ là không còn đâu. Thường thường họ ưu tiên cho những sinh viên có điều kiện khó khăn mà lại thuộc dân tộc ấy. Biên bổ sung: ừ, đâu đến phần bọn mình. Nhu vẫn kiên trì, cậu lấy tờ giấy nhập học ra,
lật phía sau để đọc nhẩm một lát và bảo: quanh đây những ba khu ký túc cơ mà. Đây này, ký túc xá Hoa Mai, ký túc xá Tuổi Trẻ, ký túc xá Ánh Dương này. Dứt câu, Nhu nhìn lên rồi bảo: kia là ký túc Tuổi Trẻ kìa, nòm thấy đồ đạc quần áo phơi chi chít thế kia thì chắc là không còn phòng nào trống nữa rồi. Còn ký túc Hoa Mai với Ánh Dương thì cách đây hơn một cây số. Đây này, trong này có ghi rõ đây này. Cường hỏi: thế trong đó có ghi rõ là liên hệ với ai để đăng ký thuê không? Chứ tự nhiên bây giờ mình sổng sọc đến đó thì biết đường nào mà sợ. Nhu xem xét lại một lần nữa, đến đoạn gần cuối của trang giấy, Nhu nói như reo: à, đây rồi, liên hệ phòng công tác sinh viên của trường để được sắp xếp chỗ ở này. Biên gì gì bàn chân trên đất rồi nói: thôi được rồi, cứ thử xem thế nào, mình vào chỗ phòng công tác sinh viên xem sao. Nói xong cả ba cùng tiến vào trong trường. Phòng công tác sinh viên nằm mãi ở dãy cuối cùng của khu trường, các cậu phải tìm mãi mới thấy. Lúc này có một thầy giáo đang trực ở đó. Cường lễ phép: dạ em chào thầy ạ. Chỉ cần nhìn những chiếc ba lô nặng trịch trên vai là ông thầy biết ngay ba cậu là sinh viên năm đầu. Ờ, chào em. Các em muốn hỏi để ở ký túc xá hả? Dạ vâng ạ, Cường đáp. Ông thầy chỉ hàng ghế nhựa, bảo ba đứa ngồi xuống để thầy tra danh sách xem còn phòng nào trống không. Thầy lật qua rồi lật lại cuốn sách dày cộp, tiếp đó lại cẩn thận tra lại một lần nữa trên máy tính. Hồi sau thầy nói: bọn em may mắn đấy, ký túc xá Tuổi Trẻ còn đúng một phòng. Ba đứa mừng như mở cờ trong bụng, không ngờ mình lại may mắn đến như thế. Được ở trong ký túc xá Tuổi Trẻ này thì tiện lợi quá rồi, vì nó sát nách với trường. Lấy ra một mảnh giấy, ông thầy đưa về phía ba cậu rồi bảo: bên Hòa Mai với Ánh Dương thì chỗ còn nhiều, cơ mà xa. Các em là may mắn đấy. Nào, ghi tên tuổi, số điện thoại, ngành học vào đây. Xong thầy làm giấy giới thiệu cho, rồi qua đó làm thủ tục, ký cam kết rồi ở luôn thôi. Trong lúc ba cậu đang chuyển tay nhau để ghi thông tin thì thầy lại nói tiếp: bên khu ký túc xá Tuổi Trẻ này bây giờ cải tiến lắm, mỗi phòng chỉ ở tối đa là 5 người chứ không ở 10 người như ngày trước. Đã thế mỗi một tầng lại có riêng một khu nấu nướng rất rộng, sinh viên có thể tự mua đồ về nấu khỏi cần phải đi ăn ở bên ngoài. Thầy dứt câu nói thì cũng vừa lúc ba cậu điền xong thông tin. Ông thầy gõ lạch cạch trên bàn phím máy tính độ 3 phút thì chiếc máy in mini bên cạnh tuổi ra 3 tờ giấy. Đưa cho ba cậu, thầy chỉ tiếp: các em cầm lên phòng văn thư ở tầng 2 để mà đóng dấu nhé. Cả ba nói cảm ơn và chào thầy rồi đi. Giấy giới thiệu đã có rồi, cột dấu đỏ hẳn hoi cả rồi. Ba đứa thơ thới bước về khu ký túc xá để nhận chỗ ở. Hôm nay sau 2 ngày ở đây thì đã có thêm một thành viên mới nữa cùng gia nhập vào phòng của ba người. Cậu này là Quân, không phải người Kinh, nhưng nói tiếng Kinh và giao tiếp với ba người không gặp vấn đề gì cả. Quân khá thân thiện khi nhập phòng và dĩ nhiên cũng được cả Nhu, Cương và Biên tiếp đón. Sáng hôm nay vừa ngủ dậy thì Nhu đã đề nghị: ngày kia chúng ta nhập học rồi, đồ đạc coi ra cũng còn thiếu nhiều lắm. Hôm nay có khi chúng mình tranh thủ đi mua cho hòm hòm đi. Nay mai vào học rồi bận bịu bày vở, mỗi đứa học mỗi khung giờ rồi biết thế nào mà thống nhất. Cả bọn nhất trí ngay, Quân đề nghị: chiều nay anh em mình kiếm tí mồi về làm dăm lon bia cho vui đi, coi như là ngày họp mặt đầu năm học mới. Cả bọn lại nhao nhao tán thành. Đời sinh viên thì nhiều cái khổ nhưng cũng lắm cái vui. Sau này khi rời giảng đường rồi, kỷ niệm của 4 năm đại học của mỗi người có viết vào một quyển vở dày vài trăm trang cũng không hết. Bốn cậu sinh viên bước ra, khóa cửa phòng cẩn thận rồi thong dong bước đi. Tầng của các cậu là ở tầng thứ 5, tầng cao nhất, và phòng thì cũng là phòng cuối cùng của dãy. Đi gần đến đoạn rẽ xuống cầu thang, Như phát hiện ra điều gì bất thường, Biên khựng lại rồi nói: ờ, đây đang một phòng trống này, sao hôm bữa thầy bảo là còn duy nhất một phòng của mình ở thôi nhỉ? Cường phản bác: sao cậu biết phòng này là phòng trống? Cửa vẫn khóa ngoài, lỡ như có người ở nhưng mà họ ra ngoài hết rồi thì sao? Nhu với Quân gật gù đồng ý với luận cứ của Cương, nhưng Biên giải thích:
Các cậu nhìn vào cánh cửa với ổ khóa đi. Mạng nhện răng đầy thế này thì chứng tỏ đã lâu rồi không có người ở. Và lại cái ổ khóa hoen gì thế kia cơ mà, phải không nào? Ở nhỉ, cậu quan sát cũng tốt đấy, Quân nói. Rồi mấy đứa cứ đứng ở đó một lúc để nhìn chung quanh. Mãi đến khi Cương dục đi thì cả bọn mới tiếp tục dạo bước. Mấy phòng bên cạnh có mấy người đang đứng ngoài hành lang. Họ nhìn thấy bốn cậu đứng trước cửa căn phòng ấy, có đứa bảo. Bốn người kia sao lại cứ đứng đó thắc mắc làm gì nhỉ? Không biết gì về căn phòng đó hay sao mà còn cứ đứng đó mà nhìn cái gì không thế? Một cô gái khác thêm. Kệ họ đi, có khi mình là con gái nhiều khi mình sợ linh tinh vậy thôi. Chứ thực ra mình cũng có thấy gì đâu. Biết đâu tất cả chỉ là do người ta đồn thổi thì sao? Cũng chẳng biết căn phòng ấy có gì mà họ bàn tán xôn xao thế. Chỉ nhìn thấy thái độ của họ thì cũng lờ mờ đoán ra một điều là căn phòng đó có điều không bình thường. Bốn cậu bước ra khu chợ chỉ cách trường một đoạn đường đi bộ. Hàng xóm bày la liệt, ba dãy bày hàng khiến các cậu hoa mắt. Đồ dùng cá nhân, đồ sinh hoạt thường nhật, cái nào cũng mới cũng đẹp, nhìn cái nào cũng muốn mua, càng mua càng thấy thiếu. Kết quả sau hơn một tiếng đồng hồ, bốn cậu vác trên vai bốn bịch lớn, nào son nồi, bát chén, ca uống nước, móc quần áo, vân vân và mây mây. Về đến phòng, Quân nói, ôi giời, nọ mà cứ như chợ Tết ở quê mình ấy nhỉ? Cường đính chính, chợ Tết ở quê tôi cũng không nhiều hàng như vậy đâu. Ẻo ôi khiếp, hàng hóa bày biện nhiều thật. Ai mà lơ ma lơ mơ vào đó là lạc ngay chứ chả đùa. Sau mấy câu quan lại để lấy lại tinh thần, cả đám bắt tay vào công việc, lục đồ ra, đưa thứ nào về vị trí của thứ đó. Xong xuôi gọn ghẽ thì cũng đến giờ trưa mất rồi. Nhu bảo, hồi nãy mình quên bén đi nhở, mới mua có mình gạo, chưa có mua thức ăn. Bây giờ nấu cơm thì ăn với cái gì được? Biên đề nghị, thôi, ăn đơn giản một hôm đi cũng được. Tôi thấy cái quán tạp hóa ở ngay trước cổng ký túc mình đây có bán trứng đấy. Xuống làm tạm mấy quả, ăn cho xong bữa rồi chiều nay đằng nào mình cũng tổ chức làm vài chai. Kiểu gì lát nữa chẳng lại phải ra chợ mà. Thế là bữa cơm trưa hôm ấy chỉ có duy nhất hai món. Gọi là hai món nhưng chỉ được chế biến từ một nguyên liệu là trứng, trứng chiên và trứng luộc. Trứng có lẽ là món ăn phổ biến và thông dụng, đặc biệt với tầng lớp sinh viên và công nhân lao động. Thứ nhất vì giá cả nó rẻ và chế biến thì cực kỳ đơn giản. Món ăn thì giản đơn, nhưng bốn cậu ăn rất vui. Khi gần xong bữa cơm, Biên mới nói, này, phòng bên mình đây có mấy cô em xinh phết đấy. Cương xen vào, cậu cũng giỏi để ý thế, khiếp, tìa nhanh vậy. Biên bảo chữa, đâu, tôi có để hành để ý gì đâu. Hồi nãy xuống chỗ bếp chiên trứng vô tình tôi gặp đấy chứ. Đã vậy còn thân thiện nữa, cũng sinh viên năm nhất, hay nói chuyện lắm, cười suốt. Nhu nói như trêu chọc. Thế là từ nay trở đi, kiểu gì hôm nào Biên cũng tranh xuống sợi cơm cho mà xem. Thế thì anh em mình lại quá khỏe, Quân Cường nhé. Biên chợt khựng lại, đổi giọng ưu tư rồi nói. À mà này, lúc nãy xuống chiến trứng ấy, nói chuyện mãi cuối cùng mấy đứa lại nhắc về căn phòng ấy. Nhu hỏi lại, phòng ấy là phòng nào? Biên khổ sở chật lưỡi, thì là cái phòng chỗ mé cầu thang mà sáng nay anh em mình thắc mắc ấy. Này, nghe người ta nói là phòng đấy có ma đấy, nhiều người thấy lắm rồi. Cả ba nhìn nhau không đáp. Quân bất ngờ lên tiếng, thôi thôi ông ơi, ma quỷ gì, ông khéo nghe mồm mấy đứa con gái ấy làm gì, toàn bọt nhát chết đi mà. Giả dụ nó chưa nhìn thấy, chưa nghe ai kể, nhưng chỉ cần đi qua nhìn thấy căn phòng không có người ở là tự nhiên trong suy nghĩ bọn nó đã liên tưởng đến ma mãnh rồi. Nếu ở quả thực trên đời này mà có ma thật thì tôi đã không còn sống đến bây giờ rồi. Là một người sinh ra ở miền núi thuộc dân tộc thiểu số, cuộc sống trên ấy rất khó khăn và vất vả. Đã vậy chỗ Quân ở còn tồn tại nhiều những thủ tục ma chay hết sức kỳ quái. Dường như được tôi luyện trong môi trường ấy, vì vậy cho nên Quân không còn biết sợ ma quỷ gì cả. Cậu nhiều lúc tự bảo, nếu quả thực có ma quỷ thật thì cũng chẳng có gì đáng sợ. Cùng lắm thì cũng chỉ ghê rợn như những hủ tục ma chay chôn cất trên quê mình là cùng.
Biên Cương lại có thái độ khác. Cậu dè dặt hỏi lại Biên: Thế mấy cô bé ấy bảo thế à? Mà cậu có hỏi vì sao phòng ấy lại không có người ở không? Nhu cắt lời: Cậu hỏi hay thế, làm sao mà các cô ấy biết được? Các cô ấy đa số cũng toàn là tân sinh viên cả mà, cũng mới lên đây như chúng mình cả thôi. Cường gật gù: Ừ nhỉ, tôi quên mất. Không khí hơi căng thẳng, Quân nói vào một câu làm phá tan sự ưu tư. Thôi thôi các cậu ơi, không có chuyện gì đâu, tin tôi đi. Ma quỷ cái gì, tôi cũng mong được một lần nhìn thấy ma để xem mặt ngang mũi dọc của nó như thế nào đây. Câu trấn an của Quân không làm cho ba cậu kia vui lên. Họ vốn là những chàng trai cao to vạm vỡ, nhưng cũng nhát lắm, không dám mạnh miệng bài bác như Quân đâu. Sau bữa cơm, bốn đứa lên bốn giường đánh một giấc. Chiều nay sẽ có một bữa nhậu nhẹ nhẹ để thay cho buổi liên hoan gặp mặt, và cũng là để chuẩn bị đón chào năm học mới. Hơn 3 giờ chiều thì các cậu ngủ dậy và ra chợ. Vài món sơ sài thôi, tiền có nhiều đâu mà tổ chức linh đình. Chỉ một chút rau, một ít thịt, một vài con cá, chỉ cần thế thôi. Lúc về qua quán tạp hóa, các cậu vào bốc một thùng bia, rồi hào hứng bước lên. Đi qua các phòng có mấy cô sinh viên mạnh dạn ghé ra trêu: Này các anh, mời bọn em lên nhậu không? Bọn em rót bia cho. Là người lém lỉnh nhất trong đám, Biên lên tiếng: Thế thì quá tốt. Cơ mà lúc các em rót bia, bọn anh ngồi không cũng buồn tay lắm. Vậy buồn tay thì phải làm gì nhỉ? Câu nói máy móc của Biên tưởng rằng các cô gái sẽ ngại ngùng. Ai ngờ một cô gái khác lên tiếng bảo: Buồn tay à anh? Thế thì các anh tự vuốt ve cho nhau đi cho đỡ buồn. Cả bốn cậu bật cười rồi lao đi. Không ngờ con gái lại có những đứa nó mạnh dạn đến mức đó. Đúng là thời hiện đại có khác. Về đến phòng đặt bia và đòi ăn xuống. Biên bảo: Này, một người nữa xuống phụ tôi nấu đồ ăn nhé. Còn hai người còn lại ở trên này quét dọn với chuẩn bị bát đũa cốc chén nhé. Cường xung phong: Thế à, để tôi đi xuống với cậu. Tôi cũng nấu ăn khá lắm đấy. Thôi đi nào. Lúc Biên và Cường xuống bếp thì đã có mấy người đang loay hoay chuẩn bị bữa cơm chiều. Biên lịch sự chào: Chào cả nhà nhé. Hôm nay bếp sum tụ thế nhỉ? Các bạn cũng hay nấu ăn sớm thế này à? Mới chưa tới 5 giờ mà. Một cô gái vừa thái quả cà chua vừa đáp: Thì cứ nấu xong bê lên phòng rồi lúc nào ăn thì ăn chứ cậu. Chứ để tối ai mà dám xuống khu bếp này để nấu nướng gì đâu. Cường ngập ngừng: Sao lại không dám là sao? Cô gái bên cạnh đang đứng đảo đồ ăn trong nồi đáp lời thay: Thế các cậu không biết gì à? Không nghe mấy anh chị khóa trước kể lại à? Cô gái ngưng đảo hạ giọng nhỏ nhẹ: Phòng này trước đây nhiều người chết lắm. Đa số là chết tự tử đều xuống đây chết. Bây giờ hồn ma đây có mà đầy rẫy. Lúc tối rời ai mà dám vào đây nấu, thả nhịn đói còn hơn. Biên mang đồ ăn về phía vòi nước rồi thắc mắc hỏi: Nhưng mà phòng bếp này thầy giáo bên công tác sinh viên nói là mới được xây dựng cơ mà. Đúng là mới thật, nhưng mà chỉ là mới chuyển qua để làm bếp nấu thôi. Chứ trước đây cũng là phòng ở. Sau khi có người chết trong đó, liên tiếp về sau những ai tự tử đều tìm đến phòng này hết. Cứ như kiểu là nơi đây là chốn để họ kết liễu cuộc đời. Mãi về sau văn phòng xuống cấp quá rồi mới chuyển qua làm khu bếp nấu cho sinh viên ở cái tầng 5 này đấy chứ. Cường tò mò: Thế làm sao mà cậu biết? Cô gái hào hứng trả lời: Ôi giời, vậy thì các cậu không tìm hiểu rồi. Cái tầng 5 của khu ký túc tuổi trẻ này nổi tiếng từ lâu rồi. Này, chỗ gần cầu thang cũng có một phòng ma đấy, hại lắm. Tôi cũng chỉ ở tạm mấy hôm thôi. Đợi bà chị tìm được phòng trọ bên ngoài là tôi ra ở. Chứ ở đây ai mà dám. Biên vẫn tò mò: Thế mấy tầng phía bên dưới thì sao? Mấy tầng dưới thì không có vấn đề gì. Cơ mà trong một khu ký túc xá cả. Cũng sợ như nhau cả thôi. Thôi, tôi nấu nhanh để về phòng đây. Trời tối rồi kia kìa. Cường và Biên nghe vậy cũng run run. Hai cậu bắt tay vào việc luôn, không hỏi lộc vấn linh tinh nữa. Một lát sau trời đã bắt đầu nhá nhem tối rồi. Cường giục Biên: Này, cậu mở điện lên đi.
tay tớ đang rửa dở ướt quá. Biên ừ một tiếng rồi bỏ dở công việc xào nấu bước về chỗ công tắc. Khi Biên ấn nút, cái bóng đèn sợi tóc 45W cứ chập chờn, nháy sáng rồi tắt, nháy sáng rồi lại tắt. Cường nhìn cái bóng đèn cứ y như bóng nhảy trong quán bar rồi bảo: sao lại thế này nhỉ? Phải báo ngay với quản lý mà thay cái bóng khác đi thôi. Bất ngờ trong cái ánh sáng chập chờn ấy, từ phía cửa có một bóng người đi vào. Cường và Biên cùng lúc kêu lên: ôi giời ơi! Rồi cả hai suýt ngã khuỵu. Này, đồ ăn xong chưa? Các cậu nấu lâu thế? Thì ra là Quân, cậu và Nhu đã dọn dẹp chuẩn bị xong cả rồi. Thấy lâu nên cậu sang phòng bếp xem Biên và Cương nấu ăn đến đâu rồi. Khi nhận ra cái bóng vừa bước vào là Quân, Cương hổn hển đáp: cậu vào sao không đánh tiếng trước, làm giật hết cả mình. Quân phì cười: các cậu sợ đấy à? Mà sao bóng đèn nháy nháy loạn lên thế này? Tắt quách đi. Sắp xong chưa? Tôi bật flash lên cho mà nấu. Nói dứt lời, Quân tiến về tắt đèn rồi móc điện thoại ra soi cho hai cậu bạn của mình tiếp tục công việc. Quân hỏi cho có chuyện: các cậu làm gì mà nấu lâu thế? Đứng tán mấy em gái phải không? Biên nghiêm túc nói: tán tiếc cái gì đâu. Bọn tôi nghe các em kể mấy chuyện linh tinh, cuốn hút quá thành ra cứ lắng nghe mãi. Chuyện gì chứ? Cường đáp thay Biên: vẫn là chuyện ma ở khu ký túc xá này. Bọn tôi hại lắm. Cứ theo như lời cô ấy nói thì ở đây nhiều người chết lắm rồi, mà lại toàn là sinh viên cả. Đứa thì thất tình, đứa thì chán nản vì học mãi mà không tốt nghiệp được, còn đứa lại vì áp lực kinh tế mà tự tìm đến cái chết. Quân nói cứng: ôi dào, tin làm sao được cơ chứ. Đã có ai trong khu ký túc này gặp ma đâu. Mà có ma thật thì có mà khu này bỏ hoang rồi. Biên lặng lặng không đáp, cậu múc đồ ăn ra đĩa rồi bảo: thôi thôi, đừng có nói chuyện đó nữa, đi thôi nào, xong cả rồi. Quân đi phía trước dẫn đường, đi qua những phòng dọc hành lang. Phòng nào phòng nấy đều khóa trái cửa cả, dù bên trong đèn vẫn sáng. Đi đến đoạn cầu thang, ngang qua căn phòng bỏ không ấy, bất ngờ Biên buông rơi hai đũa thức ăn đang cầm trên tay rồi rú lên: ôi làng nước ơi, cứu! Giật mình quay trở lại, Quân xoay đèn pin điện thoại thì Biên đang sóng xoài dưới nền. Hai đĩa thức ăn đã vỡ tan tành, văng vãi tứ tung. Quân dồn dập hỏi: sao vậy hả Biên? Cường cũng gấp gáp: cậu ở trượt chân à? Cường lắp bắp lắc đầu: Không, có một bàn tay từ trong này vừa thò ra kéo chân tôi. Quân nghi hoặc hỏi: bàn tay nào? Ở đâu cơ? Biên chỉ vào căn phòng: từ trong này này, tôi bị một bàn tay kéo chân ngược lại phía sau. Cường đùn đùn đứng im một chỗ không dám lên tiếng. Quân mang đèn lại gần sát cánh cửa, soi một vòng rồi nói: sao lại vô lý như vậy? Cửa này khóa bên ngoài thế này cơ mà. Bàn tay ở đâu ra? Chắc là cậu bị trượt chân thôi. Biên chán nản cố gắng phân trần: không, tôi có trượt té gì đâu. Chả nhẽ bàn tay túm vào chân tôi mà tôi lại không biết hay sao chứ. Tôi nói thật mà, rõ ràng tôi đang bước đi bình thường theo sau các cậu thì bàn tay ấy kéo ngược tôi lại. Tôi bị hụt đà ngã ngửa ra sau luôn đấy mà. Chính xác là một bàn tay. Quân nhìn Cương: thôi, cậu đỡ cậu ấy lên đi. Rồi Quân nêu quan điểm: theo tôi thấy là do cậu bị ám ảnh những lời kể của bọn con gái kia, thành ra trong đầu cậu cứ luôn luôn mặc định là căn phòng này có ma. Rồi lúc đi ngang qua đây không may cậu bị trượt chân rồi ngã. Cậu tưởng tượng ngay ra là có ai đó kéo chân cậu. Tôi nói vậy phải không nào? Thôi, cậu đứng lên đi về phòng đi. Anh em mình uống bia xuông cũng được. Để tôi về phòng mang cái hot rác ra đây tôi dọn cho. Biên không thể giải thích thêm điều gì với thằng bạn cố chấp này nữa. Cậu tập tễnh bước về. Cường dìu ngay bên cạnh. Nhưng khi về gần đến cửa phòng mình thì họ lại nghe tiếng của Nhu rú lên. Liền sau đó như một cái tên lửa, Nhu chạy hồng hộc ra khỏi phòng và phải ba người đang đi theo hướng đối diện. Lại có chuyện gì nữa thế? Nhu không nói được ngay, một miệng đang giành nhau thở. Một lát khá lâu mới cố sức rặn từng từ. Máu, máu, có máu.
Quân sốt ruột. Máu não? Cậu bị làm sao à? Nhu lắp bắp. Không, có một chậu máu trong phòng tắm. Tôi sợ quá. Quân nắm tay Nhu dắt đi và nói. Cậu chỉ cho tôi xem nào, sao phòng mình lại có máu là sao? Đi mau lên, chỉ tôi xem. Trần đã chuồn bước không muốn đi, nhưng Quân kéo sổng sộc nên Nhu đành miễn cưỡng chạy theo bằng những bước nặng nhọc. Về đến phòng, Nhu đứng ở ngoài chỉ tay vào chỗ nhà tắm rồi bảo. Trong đó đó, tôi không vào đâu, tôi hãi lắm rồi. Đèn nhà tắm vẫn bật sáng, Quân tắt đèn điện thoại đi, cho vào bao rồi mạnh dạn bước vào. Trong nhà tắm có mấy bộ quần áo của Nhu đang giặt giở, ngâm trong một chậu nước đầy ngang miệng, hoàn toàn không có gì cả. Quân bước ra chán nản nhìn Nhu. Cậu bị làm sao thế hả? Máu ở đâu? Nước chứ máu gì? Vừa lúc này, Cường cũng dìu Biên về đến cửa phòng. Quân nói chung cho tất cả cùng nghe. Các cậu nhát thì cũng nhát vừa thôi chứ. Làm gì có cái gì đâu mà cứ làm quá lên. Cứ như thế này thì mình ở làm sao cho hết được mấy năm. Chặt lưỡi một cái, Quân nhắc lại mọi chuyện. Đấy, cậu Biên thì bảo đi qua cửa có người kéo chân. Tôi cũng không hiểu vì sao cậu có thể liên tưởng ra một chuyện mà nó vô lý như vậy được. Lại còn Nhu nữa, cậu nom kiểu gì mà một chậu nước trong vắt thế kia lại ra chậu máu là thế nào chứ? Nhu tường thuật lại trong run rẩy. Giời ạ, tôi nói thật mà sao cậu không tin tôi chứ? Lúc mà cậu vừa đi xuống bếp xem đồ ăn được chưa, tôi mới tranh thủ vào giặt mấy bộ đồ, thì tôi cũng xả nước như bình thường thôi. Hai lần đầu thì không có vấn đề gì cả. Đến lần thứ ba tôi xả đầy một chậu, cho quần áo vào và định rũ thêm một lần nữa rồi đem phơi. Thì giời ơi, khi tôi vừa cho tay ấn quần áo xuống thì máu ở đâu trào lên đỏ quạch cả quần áo. Nó còn tràn cả lên tay của tôi nữa mà. Chưa ai kịp nói gì thì Nhu chứng minh thêm. Tôi cam đoan là tôi không thể nhìn sai được, vì ánh điện trong phòng tắm sáng lắm. Hơn nữa cái thau giặt lại là thau màu trắng. Tôi thấy áo quần rạt một màu máu không à? Biển ậm ừ hỏi lại. Thật à? Nếu thế thì đúng là ở đây có ma thật rồi các cậu ạ. Quân gạt đi. Đã nói là không mà lại, các cậu kể cứ y như là trong phim ấy. Trường hợp là ma thật thì giả dụ Nhu thấy chậu máu thì tôi cũng phải thấy chứ. Chẳng qua là cậu nhìn chữ tác ra chữ tổ thôi. Tôi tin là vậy. Cường khúm núm nói nhỏ. Cậu tưởng là ma thì ai cũng gặp được đấy à? Có người gặp được người không? Tôi nghe người ta nói mà nó chỉ xuất hiện với những ai hợp bóng vía với nó thôi. Quân phì cười. Khiếp, các cậu đang thanh niên mà suy tâm quá. Thôi, quên hết đi. Đồ ăn cũng không còn nữa rồi. Ngồi đại xuống đây làm vài lon lên ngủ cho nó sướng. Nhu dè dặt. Thế đồ ăn đâu rồi? Cường đáp lại. Biển cậu ấy làm đổ rồi. Lúc nãy đi qua chỗ... Quân cắt ngang. Thôi, ngồi xuống cả đi. Các cậu cứ rách việc quá, cứ y như là trẻ con ấy, đến là khổ. Vừa nói Quân vừa khui mấy lon bia rồi đưa về trước mặt mọi người. Quân hoàn toàn không tin dù chỉ là một chút cũng không những gì mà hai người bạn của mình vừa gặp phải. Nhu, Cường và Biên mặc dầu đang sợ hãi vô cùng nhưng cũng đánh bạt tâm lý để cùng nhất loạt nâng ly. Một hồi sau, có lẽ hơi men đã làm cho nỗi sợ hãi tiêu biến hết. Họ không còn đề cập hay suy nghĩ đến những chuyện gì thường hồi nãy nữa, mà thế vào đó là những câu chuyện không đầu cũng chẳng đuôi. Biển ử ẻ. Bốn anh em mình dứt cho hết thùng này đi. Vài hôm đi học rồi, mấy khi mà được ngồi với nhau như thế này. Ba người còn lại cũng nâng ly lên để thay cho lời đồng tình với câu nói vừa rồi của Biên. Quá khuya thùng bia chỉ còn lại vài ba lon đang lăn lông lốc trên nền phòng. Các cậu không ai còn đủ sức thu dọn nữa, chỉ kịp bò vội trên chiếc giường cá nhân của mình rồi đánh một giấc. Đến gần sáng, Cường thấy bụng đã căng cứng nước, cậu ngồi bật dậy. Thấy phòng vẫn đèn sáng, vỏ lon bia nằm la liệt trên nền phòng. Cường mệt mỏi nhảy xuống khỏi giường đi vào trong nhà tắm để giải quyết cái bụng đang nặng lòng vì nước. Vẫn còn cảm giác lâng lâng nên bước đi của Cường không được chắc chắn và vững vàng cho lắm. Cứ đi một bước cậu lại phải tựa vào cạnh của hai dãy giường hai bên.
Nhìn thấy ba thằng bạn của mình đang ngủ say, tiếng ngáy khò khò, Cường bĩu môi cười. Tiểu Nượng còn non và xanh lắm, đến là chán, uống vài lon bia thôi mà ngủ cứ như con nò sữa thế kìa. Tư Lượng còn non và xanh lắm, đến là chán, uống vài lon bia thôi mà ngủ cứ như cho con nò sữa thế kìa thì. Cường tiếu táo cho vui mồm thôi, chứ chính cậu cũng có khá hơn đâu. Chẳng qua vì buồn đái phải dậy, chứ nếu không bây giờ cũng vẫn còn ngủ không biết trời trăng gì. Ra đến nhà vệ sinh, Cường lần mò bật đèn rồi nhẹ nhẹ đẩy cánh cửa bước vô. Mới vừa ghé mắt vào, Cường bỗng thảng thốt giật mình. Cô là ai? Tại sao cô lại ở trong phòng của tôi chứ? Cô gái phía trước mặt của Cường cười mỉm nhẹ nhàng rồi đáp. Dạ, em chào anh ạ. Em ở phòng 506. Em qua đây, thấy các anh đang ngủ say quá nên em không gọi. Phòng của em bẩn quá, em qua đây mượn các anh cây chổi về dọn lại căn phòng ạ. Cường thấy vô lý quá, cậu hỏi lại. Chổi quét nhà thì ai người ta đem vào nhà tắm với nhà vệ sinh làm gì? Chổi phòng tôi vẫn để ngay chỗ cửa ra vào cơ mà. Với lại sao cả ngày không dọn phòng, lại để đến nửa đêm gần sáng mới dọn dẹp là thế nào? Cô gái từ từ bước ra, nhìn Cường với ánh mắt thân thiện rồi nói. Thôi em về nhé, em không mượn nữa đâu. Khi nào rảnh thì anh ghé phòng em chơi nhé. Anh nhớ nha, em ở phòng 506 anh nhé. Nói xong cô gái bước ra rồi đi mất. Cường cũng không ngó theo nữa, bụng cậu đã sắp nổ tung rồi. Vệ sinh xong, Cường cũng không để ý gì nữa, mắt cậu đang rất buồn ngủ. Cậu tắt đèn rồi leo lên giường tiếp tục giấc ngủ của mình. Hôm sau mãi hơn 9 giờ sáng, các cậu đang ngủ thì có người vào lục dậy. Tỉnh giấc các cậu mới nhận ra đó là ông bảo vệ của khu ký túc. Ông ta đòn đả bảo. Chào các thanh niên nhá, khiếp ngủ ghê thế, dậy bác nhờ tí nào. Quân vừa ngáp vừa nói. Có chuyện gì thế hả bác? Các cháu ra giúp bác khênh mấy cái thứ đồ lặt vặt và cái phòng trống đằng kia với, cho nó gọn. Chứ chất là một đống chỗ đầu hành lang như vậy, nhìn nó rườm rà lắm. Cả bốn đứa cùng tuột xuống khỏi giường, xỏ chân vào dép rồi theo ông bác bảo vệ đi ngay. Thì ra là mấy cái giường bị hỏng với vài ba cái ghế cũ, trước này vẫn đặt ở góc cuối của hành lang, sát với phòng mà các cậu đang ở. Khiêng đi đâu vậy bác? Nhu hỏi. Ông bảo vệ nhanh nhỏ. Lại phòng 506. Phòng bên cạnh cầu thang ấy, bác mở cửa rồi. Cường lúc đầu không nhớ gì cả, nhưng mới đi được vài bước thì cậu dừng lại hỏi. Bác nói gì cơ ạ? Phòng 506 chẳng phải cũng có người ở hay sao hả bác? Ông bảo vệ đáp. Không, phòng đó bỏ không lâu rồi, bây giờ chỉ chứa đồ đạc linh tinh thôi. Cái phòng sát nách cầu thang kia kìa, các cháu ở đây mấy hôm rồi mà không biết à? Lại đến lượt Biên sửng sốt. Khiêng vào đấy à? Ôi dồi ôi, cháu không vào đó đâu ạ. Có lẽ hình ảnh bàn tay vô hình đêm qua vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của Biên, đến giờ vẫn chưa dứt. Riêng Cường, từ khi nghe ông bảo vệ nói phòng 506 là căn phòng đã bỏ không từ lâu, Cường cứ đờ đẫn không nói được gì, mãi lúc sau mới nhấn mạnh. Phòng 506 là căn phòng bên cạnh cầu thang kia hả bác? Có chắc không bác? Hay, tôi bảo vệ ở đây cả chục năm rồi, phòng nào, số bao nhiêu tôi lại chả hay biết. Với lại phòng đó mặc dù nó bị mất cái biển ghi số phòng rồi, nhưng các cháu cứ đếm lùi từ phòng của các cháu mà xem, đến đó có chính xác là phòng 506 không nào? Cường buột miệng. Thế thì đêm hôm qua cháu đã gặp ma rồi. Nhu vội hỏi. Cậu nói cái gì? Cậu gặp ma ư? Cậu gặp khi nào? Cường kể lại toàn bộ mọi chuyện về việc mình đã gặp cô gái kia trong bảo vệ và ba người bạn cùng nghe. Ông bảo vệ hạ giọng. Không sao đâu, các cháu giúp bác khênh vào đó đi, rồi xong bác kể mọi chuyện cho mà nghe. Dù rất sợ hãi, nhưng vì cái sự tò mò nó là bản năng của con người rồi, cho nên mấy chàng trai nhanh chóng phụ giúp ông bảo vệ
chuyện đổ đạc vào căn phòng đó. Dù rằng khi bước chân vào thì ngoại trừ Quân ra, còn lại đều run như cầy sấy. Gọn gàng tất cả, ông bảo vệ khóa căn phòng lại cẩn thận rồi về phòng của bốn đứa. Ông hạ mình ngồi xuống giường nhìn Cương, ông hỏi: "Chuyện cháu kể hồi nãy là thật sao?" Cương đinh ninh: "Dạ vâng ạ, chính xác bác ạ. Vì lúc đó cháu đang buồn tiểu quá, lại cả buồn ngủ nữa, thành thử ra cháu cũng không có hỏi han thắc mắc nhiều." Ông bảo vệ hướng mắt quanh căn phòng, ông thở dài: "Dạ tin cháu, vì ta cũng đã từng trải qua chuyện đó rồi." Giọng chuyển sang ngữ điệu run run, ông kể: "Cô gái chết trong căn phòng 506 ấy tên là Diễm. Cô ấy chết cách đây 7 năm nay rồi. Hôm đó tất cả các học sinh hầu như đã đi học gần hết, khu ký túc im ắng hẳn đi, như một phiên chợ lúc vãn người. Cô Diễm ấy hôm đó không biết là buổi sáng ấy không có lịch học hay cô ấy cố tình nghỉ không đi. Thế rồi lúc bạn bè ở cùng đi học cả rồi, cô ấy đã uống thuốc chuột để tự tử. Khi cả phòng đi học về phát hiện ra thì cô ấy đã chết từ bao giờ mất rồi." Quân hỏi: "Thế vì sao mà cô ấy lại chết thế hả bác?" "Cái nguyên nhân mà khiến cô ấy tự tử thì bác cũng không rõ lắm. Mãi một thời gian về sau thì bác có nghe phong thanh là cô ấy chết vì chót có thai với một cậu sinh viên năm cuối. Gia đình mắng mỏ nhiều quá, vì khi đó cô ấy đang còn là sinh viên năm thứ hai thôi. Có lẽ vì áp lực nên cô ấy đã chọn cái chết để giải thoát cuộc đời ấy mà." Biên giật mình: "Hả? Nói vậy là bàn tay hôm qua nắm chân cháu là bàn tay của cô ấy sao? Trời ơi!" Mặt Biên xanh sầm, nhìn sang phía Cường cũng không khá gì hơn. Cường cũng ú ớ: "Vậy đêm hôm qua cháu đã gặp hồn ma của cô Diễm đó hả bác?" Ông bảo vệ thành thật kể: "Các cháu mới gặp có một lần đan thua gì. Bác đây này, cái dạo cô ấy mới chết bác gặp hoài. Ban đầu thì bác sợ muốn bỏ việc luôn, nhưng gặp nhiều rồi thì đâm ra cũng thành quen. Mãi một thời gian sau thì không còn thấy gì nữa." Quân nóng ruột giục: "Bác kể cho bọn cháu nghe cụ thể hơn được không ạ?" "Khi cô Diễm, cô ấy chết trong căn phòng đó, ngay ngày hôm đấy, mấy cô bạn ở cùng dọn đi sạch, không ai dám nán lại thêm một ngày nào. Thế rồi thời gian về sau, ai vào căn phòng đó ở, lâu nhất cũng chỉ được 2 ngày là đi. Khi đó thì bác không có tin vào chuyện ma quỷ đâu. Lúc nửa đêm, bác đánh liều bác lên đó xem rốt cục có cái gì mà mọi người không một ai dám ở." Nhủ chố mắt: "Nửa đêm mà bác dám lên đó một mình ấy hả?" Ông bảo vệ gật đầu nhắc lại: "Đúng, bác lên bác mở cửa ra, bác bật điện lên thì không hiểu sao bóng đèn lúc đó lại không sáng. Bác bật đi bật lại, mà rồi nó vẫn không có động tĩnh gì cả. Bác mở cái đèn pin mang theo lên, bác lìa một vòng quanh căn phòng thì..." "Thì sao hả bác?" Quân hỏi gấp gáp. Giọng ông run hơn như vừa quay về những giây phút kinh hoàng của thời điểm ấy. Thì bác thấy xác cô Diễm đang nằm ngay trên cái giường mà trước đây cổ nằm á. Hai mắt cô ấy trợn ngược, mặt nhăn nhúm lại vì đau đớn, mồm thì máu cứ ròng ròng chảy ra. Hình ảnh này y chang cái lúc cô ấy chết." Ông bảo vệ kể đến đây rồi dừng lại để thở. Người ông lúc này cũng đang rung từng hồi thấy rõ. Quân vẫn cố tình hỏi: "Thế lúc ấy bác có chạy đi không hả bác?" Ông thật thà: "Có chứ, bác vứt luôn cái đèn pin ở đó rồi chạy đi. Mấy hôm sau về bác ốm và xin nghỉ mất mấy ngày liền. Bác tưởng sau lần ấy rồi sẽ không bao giờ gặp cô ấy nữa, nhưng không ngờ lại vẫn gặp." Ông xoa hai bàn tay thật mạnh vào nhau rồi úp lên mặt để tạo chút hơi ấm rồi mới chậm rãi kể tiếp. "Sau khi nghỉ ốm, hôm đầu tiên bác đi làm thì đã gặp rồi. Lúc đó cũng mới khoảng 8 giờ tối thôi. Bác đang nghe đài trong phòng bảo vệ thì có tiếng gõ cửa. Vừa mở ra thì cô ấy đứng trước mặt bác hỏi mượn chổi về dọn phòng. Vì phía ngoài chỗ cô ấy đứng nó tối quá, thành ra bác cũng không nhìn thấy rõ mặt. Bác lấy cây chổi đưa cho cô ấy. Cô ấy đi được một đoạn thì bác mới gọi với theo bác hỏi là: "Cháu ở tầng mấy, phòng bao nhiêu đấy? Để mai lỡ quên thì bác biết đường lên lấy." Cô ấy dừng lại rồi nói một câu gọn lọt:
Cháu là Diễm ở tầng 5, phòng 506. Lúc đó bác mới biết đó là hồn ma của cô ấy đấy chứ. Kể đến đây ông giật mình nhìn đồng hồ. Ôi thôi, muộn rồi, bác phải về đây. Các cháu cũng cơm nước đi nhá. Này, ở dần dần rồi quen ấy, không có sao đâu, cố gắng lên. Không riêng gì mình các cháu gặp đâu, ở đây các sinh viên thấy như cơm bữa ấy mà. Dần dần rồi cũng quen. Ông bảo vệ đi rồi, Nhu, Biên và Cương ngồi đó bó gối run như người bị sốt rét. Chỉ mỗi mình Quân là không nói gì cả. Cậu đứng lên được chật lưỡi. Nghĩ thì cũng khó tin, làm gì mà có những chuyện nó lạ kỳ như thế nhở. Bản thân Quân không phủ nhận câu chuyện mà ông bảo vệ vừa kể, nhưng cậu cũng không hoàn toàn tin. Đời nào lại phi lý như thế chứ. Cậu đang mong một lần được đích mục sở thị cho biết ma quỷ hình dạng nó ra làm sao. Chiều ấy Quân bảo với ba người bạn của mình. Hôm nay các cậu để tôi nấu cơm cho, nhất là buổi chiều nay. Tôi để tối hẳn tôi mới xuống dưới bếp, tôi xem đầu đuôi thế nào nào. Biên góp ý. Cậu bướng thật đấy, mọi chuyện đã rõ rành rành như vậy rồi mà vẫn không chịu tin. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Quân tự đắc nói. Đúng, tôi không tin đâu, chỉ khi nào tôi thấy thì tôi mới tin. Nhu và Cương cùng bảo. Thôi, khu ký túc này không ở được đâu, chúng ta lo kiếm chỗ khác đi thôi. Cứ cái đà này thì tâm trí đâu mà học với cả hành gì nữa chứ. Quân trấn an. Thì các cậu hãy khoan đã, từ từ xem mọi chuyện thế nào rồi mình tính tiếp. Mới ở được vài ba hôm thì chuyển cái gì. Biển hét lên. Còn cái gì nữa mà xem với xét, bọn mình không ở nữa đâu. Một cái nơi mà người với ma sống lẫn lộn thế này ớn lắm. Nếu được thì chuyển đi luôn ngay bây giờ càng tốt, chứ đêm nay ai mà dám ngủ ở đây nữa. Cương và Nhu đồng ý ngay. Cương bổ sung. Thu dọn đồ đạc đi thôi, tôi hái lắm rồi, người run không được nữa đây này. Còn tâm trí đầu mà ăn với chả uống, học với chả hành nữa, rồi sớm muộn không chết vì ma cũng chết vì tâm lý hoảng sợ. Thôi, đi thôi. Dứt câu, ba cậu xuống tay lại gấp quần áo và thu dọn đồ. Quân không can nhưng quả quyết nói. Có bốn đứa ở chung với nhau, bây giờ các cậu quyết định đi thì tôi cũng phải theo. Cơ mà tôi bàn thế này, các cậu cứ đi tìm phòng trước đi. Địa chỉ cụ thể ở đâu thì các cậu nhắn tin vào điện thoại cho tôi. Nhu thắc mắc. Thế cậu định đi đâu mà không đi luôn một thể với bọn mình, lại còn đến trước đến sau nữa à? Quân bặm môi, thở dài một tiếng rồi mới nói. Tôi muốn ở lại đây một đêm nữa. Hả? Cậu điên sao? Ở lại làm gì cơ chứ? Cương hỏi. Quân đáp. Tôi muốn ở lại để gặp ma. Tôi muốn xem rốt cục ở đây có thực sự có ma hay không. Các cậu đừng lo, tôi không sao đâu. Ngày mai tôi vẫn sẽ bình an vô sự đến trường với các cậu. Biển lắc đầu nói. Ôi giời ạ, cậu bị cái gì vậy Quân? Cậu làm thế để làm gì cơ chứ? Việc gì phải mang cái ách giữ đàng và cổ như thế cho mệt thân. Thôi, cậu thu xếp đồ đạc rồi mình đi một thể đi. Ở lại làm gì? Sao cậu cứ muốn ôm rơm cho rậm bụng thế hả Quân? Nhưng tất cả những lời nói ấy cũng không ngăn được quyết định của Quân. Cậu đã quyết rồi, hôm nay Quân sẽ ở một mình ở đây một đêm. Ba người kia rát hơi bỏng cổ một hồi mà thấy Quân chẳng có ý định thay đổi. Các cậu đành phải đi trước, để mặc người bạn cố chấp của mình ở lại một mình trong căn phòng đã từng xảy ra những chuyện ghê rợn. Trưa nay, Quân cũng chẳng cơm nước gì cả. Cậu xuống quán làm hai ổ bánh mì với hộp sữa để lót dạ. Giờ này Quân không cảm thấy đói mấy, ruột gan cậu chỉ nóng nảy, mong cho nhanh đến buổi tối để thực hiện vài việc theo tính toán của mình. Ăn xong ổ bánh mì, Quân leo lên giường ngủ một cái đến tận chiều. Vừa thức dậy thì Quân thấy một cô gái đang đứng trước cửa phòng mình. Rủi rủi mắt, Quân hỏi. Có chuyện gì đấy hả bạn? Cô gái đáp. Anh ơi, anh cho em mượn cây chổi với ạ. Chổi phòng em không biết ở đâu mà tìm không thấy. Em quét sơ cái phòng xong em mang lại ngay ạ. Quân sực nhớ đến câu chuyện của Cương. Quân mỉm cười hỏi.
Cô ở phòng 506 à? Nghe đến phòng 506, cô ghé mặt từ bình thường bỗng chuyển sang tái nhợt. Cô lắp bắp nói: Dạ không à. Ôi trời ơi, anh đừng nhắc đến cái căn phòng đó, em giận lắm ạ. Quân bấy giờ mới chắc chắn người con gái trước mặt mình không phải là ma mà hoàn toàn là người thật. Quân cười nói: Mình xin lỗi, mình trêu chút thôi. Bà trội ở phòng mình cũng không còn ở đây, bà đứa bạn nó mới dọn hết đồ đạc đi cả rồi. Cô gái dè dặt hỏi nhỏ: Các anh chuyển phòng à? Sao mới vào lại chuyển đi vậy anh? Quân thẳng thắn nói: Ừ, chuyển rồi. Thì cũng là mấy cái chuyện ma quỷ mà. Bọn bạn tôi sợ không ở được nữa. Tôi ở nốt hôm nay rồi mai cũng đành phải theo họ, chứ ở một mình cũng buồn lắm. Anh ở có một mình ấy à? Sao anh không đi luôn mà nán lại làm gì thế ạ? Tôi ở lại có chút việc ý mà. Cô gái nói nhỏ: Anh cẩn thận nha, ở đây nhiều ma lắm. Bọn em cũng đang dọn dẹp trả phòng để đi ra ngoài thuê đây. Còn bạn em bị ma dọa cho ốm 3 hôm nay rồi chưa đỡ kia kìa. Quân thốt lên: Thế cờ, các bạn cũng gặp à? Vâng. Thế các bạn gặp ở đâu? Cô gái nhìn ra ngoài hành lang thêm một lần nữa. Không thấy ai, cô mới tiến vào ngồi thụp xuống giường rồi kể lể cho Quân nghe. Tối hôm kia bọn em đang ngủ trong phòng thì nghe có tiếng gõ cửa. Bọn em cũng nghe nhiều người học trước người ta kể về khu ký túc này rồi, thành ra không đứa nào dám ra mở. Nhưng mà nằm liều cũng không được, vì tiếng gõ cứ ầm ầm như là cánh cửa sắp bung ra đến nơi rồi ấy. Thế là con bạn em nó nằm ở cái giường ngay gần đấy, nó không chịu được mới với tay tháo cái chốt rồi đẩy ra. Thế có thấy cái gì không? Quân hỏi giật. Cô gái tiếp: Không, tuyệt nhiên không thấy cái gì cả. Vì tò mò nên con bạn em nó mới rón rén đi ra xem, thế là bị ma nó dẫn đi luôn anh ạ. Dẫn đi đâu mới được chứ, rồi làm sao mà tìm thấy cô ấy? Quân lại hỏi gấp. Cô gái nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe. Lúc cả đám bọn em đi tìm thì thấy con bé nó đang ngủ ở gian bếp tầng mình đây này. Bọn em phải khiêng về, xoa dầu mãi nó mới tỉnh. Trời ơi, người nó lạnh như đồng, mà da thì xanh như là cái tàu lá chuối ấy ạ. Khi nó tỉnh dậy, bọn em hỏi nó có nhớ gì không, thì nó bảo không. Thế là ngủ một giấc dậy, sáng hôm sau thì ngã bệnh, ốm cho đến tận hôm nay vẫn chưa khỏi anh ạ. Quân đưa ánh mắt nghi ngờ về phía cô gái. Cô nói thật không? Nhiều chuyện lạ thế nhỉ? Cô gái gật đầu xác nhận rồi chào Quân ra về, vì cô sực nhớ ra chưa mượn được cây chổi. Mấy đứa bạn vẫn còn đang chờ ở phòng. Cô gái đi rồi, Quân ưu tư nửa tin nửa ngờ về câu chuyện cô gái vừa kể. Quân lại càng có hứng thú với nơi đây. Quân muốn khám phá xem thực hư ra sao. Quân bước vào trong phòng tắm, xả nước trong chậu rửa mặt rồi khoát liên lịa. Dòng nước làm cho Quân thấy tỉnh táo hơn nhiều. Quân bước ra, bật điện thoại lên nhìn đồng hồ. Bây giờ cũng đã là hơn 4 giờ chiều, cậu phải đi kiếm chút cơm về ăn, chứ mấy hôm nay không có chút cơm nào vào bụng rồi. Quán cơm thì ngay ở cổng khu ký túc xá này thôi, đợi thêm một lát nữa rồi đi ăn cũng được, chứ ăn sớm quá cũng chưa thấy ngon, và ăn sớm thì đêm sẽ nhanh đói. Quân dạo vài vòng ngoài hành lang để giết thời gian, cậu cứ luẩn quẩn xung quanh căn phòng 506, căn phòng mà mọi người vẫn đồn là có oan hồn của cô gái tên Diễm đã tự tử chết ở đây. Lượn lờ một lúc khi thấy trời đã mờ mờ tối, Quân mới thẳng đường đi xuống ăn cơm. Quán cơm cũng khá đông, đa số là bọn sinh viên như Quân đây. Quân lại quầy chỉ món rồi lại bàn ngồi chờ. Ở cái bàn phía sau chỗ Quân ngồi, Quân nghe loáng thoáng hai chàng trai chắc cũng chạc tuổi mình đang bàn bạc với nhau một chuyện gì đó, hình như cũng liên quan đến khu ký túc của tuổi trẻ này. Một cậu nói: Này, chuyện thằng Vinh đi chơi về muộn phải leo tường vào rồi gặp ma ngay chỗ đường lên cầu Thanh ấy, mày có tin được không? Cậu kia đáp lời: Tin chứ sao không tin, nó bảo bị ma bóp cổ mà. Này, tao xem rồi, cổ nó còn hẳn rõ cả dấu bàn tay nữa nhá, thầm tím luôn, hại lắm. Eo ơi, thế á, kinh mày nhở.
Quân mỉm cười lắc đầu. Vừa lúc này người bán cơm bê lại bàn, Quân nhận lấy rồi cắm cúi ăn một mạch và trả tiền rồi về phòng. Ký túc xá mới đầu giờ tối mà các phòng đều khóa cửa kín mít hết cả. Quân cũng không thấy làm lạ về điều này, vì cậu cho rằng có lẽ ở đây mọi người bị những câu chuyện ma quỷ hoang đường kia làm cho hoảng sợ cả rồi. Bước chân Quân lẹt bẹt trong không gian yên tĩnh và vắng vẻ. Lúc đến ngang căn phòng 506, Quân cố tình đi chậm lại. Căn phòng vẫn bình thường, không có động tĩnh gì cả. Quân đắc ý bước tiếp, nhưng vừa qua căn phòng đó được vài bước thì Quân nghe thấy âm thanh ủng ục của cánh cửa phía sau mình đang rung chuyển. Quân khựng lại, quay mắt lại nhìn, trời tối mất rồi. Và lại hành lang cũng không bóng điện nên Quân không nhìn thấy gì cả. Cánh cửa thì vẫn liên tục chuyển động. Quân sớ rớ lôi điện thoại ra để mở đèn. Khi ánh đèn sáng lên, Quân rọi vào đó thì quả thực cánh cửa như đang bị ai đó đẩy mạnh từ phía trong. Quân nói vọng vào: "Ai đó? Ai ở trong đó vậy?" Nhưng không có tiếng đáp lại, cánh cửa vẫn giữ nguyên trạng thái rung chuyển ấy. Quân luống cuống, cậu chạy xuống dưới gọi ông bảo vệ lên. Cậu nói: Bác ơi, trên phòng 506 có ai bị nhốt ở trong đó, đang đập cửa bác ạ." Ông bảo vệ ngơ ngác: "Phòng 506 hả? Có ai được nhỉ? Đang đập cửa bên trong à? Nào đi, đi lên bác xem nào." Cả ông và Quân cùng hộc tốc chạy lên. Nhưng lên đến nơi thì ông thất vọng nhìn Quân: "Ai? Có ai đâu cháu?" Quân ngơ ngác: Rõ ràng mà. Bác mở cửa ra cháu xem." Ông bảo vệ đồng ý ngay. Ông tra chìa vào ổ khóa. Cánh cửa mở ra tiếng kèn kẹt. Lấy cái đèn pin soi một vòng xung quanh căn phòng, ông quay lại nhìn Quân: "Làm gì ở có ai đâu cháu, chống hờ chống hoác thế này mà. Mà cháu thấy rõ ràng có người xô cửa từ phía trong à?" Quân đáp vội: "Dạ vâng ạ, cháu còn rọi đèn điện thoại vào nữa mà." "Vậy thì cháu gặp cô ấy rồi." Quân hốt hoảng: "Cô nào ạ? Ý bác là cô Diễm ấy à? Chắc không đâu ạ, làm gì có chuyện đó chứ." Ông bảo vệ gọi Quân ra xa một đoạn rồi nói: "Sáng nay lúc cháu nói chuyện với bác biết là cháu không có sợ và cũng không có tin. Cháu thật cứng rắn can đảm, bác công nhận. Cơ mà cháu ạ, chuyện cô Diễm cô ấy tự tử chết rồi liên tục hiện hồn về với các sinh viên ở trọ trong khu ký túc này là có thật. Bác cũng là một người cực kỳ gan dạ, cũng như cháu vậy, nhưng rồi bác cũng phải tin đấy." Quân e dè không nói, một lúc lâu mới bảo: "Dạ." Quân trả lời ông bảo vệ xong, cậu bước ngay luôn về phòng rồi leo lên giường nằm. Bắt tay lên trán sực nghĩ về câu nói của ông bảo vệ hồi nãy, Quân cũng đặt lại vấn đề trong suy nghĩ. Lẽ nào trong cuộc sống này, song song với sự tồn tại của con người thì đâu đó vẫn còn sự xuất hiện của những hồn ma hay sao? Quân suy nghĩ một lúc rồi nằm tiếp đi. Sáng mai Quân dậy từ rất sớm, cậu ăn mặc chỉnh tề rồi khoác ba lô lên. Hôm nay cậu sẽ không quay trở lại đây nữa. Sau khi đến trường nhận lớp, cậu sẽ cùng Nhu, Cương và Biên về một nơi ở mới. Lúc đi ngang qua căn phòng 506, cánh cửa vẫn khóa im ỉm bên ngoài. Quân nán lại vài giây nhìn chăm chú một hồi rồi rảo bước đi. Lúc đi ngang qua căn phòng của ông bảo vệ, Quân ghé vào: "Bác ơi, cháu chào bác nhé. Có lẽ cháu không quay lại đây nữa đâu ạ. Ba đứa bọn cháu đã thuê được phòng bên ngoài rồi ạ." Ông bảo vệ vui vẻ nói: "Vậy bác chào cháu. Cho bác gửi lời chúc đến cháu và cả ba cậu kia nữa. Bác chúc các cháu gắng học tập, sau này trở thành những người có ích cho xã hội nhé." Quân cúi chào ông chú bảo vệ rồi thôi thới bước ra khỏi khu ký túc. Ra đến cổng, cậu ngoái lại khẽ vẫy vẫy bàn tay. Cậu thầm cảm thấy may mắn vì nhờ có duyên tìm được khu ký túc này mà cậu mới có cái nhìn khác về sự tồn tại của linh hồn đã lìa xa nhân thế. Quân bước về phía cổng trường. Ở đó đã có Cương, Nhu và Biên đứng đợi cậu để cùng tiến bước vào cánh cổng đại học, chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới trong cuộc đời. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong một tập truyện của tác giả Thuận Thiên, một trong những tác giả viết truyện rất là hay.
Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một tác giả rất là quen thuộc của kênh Người Dẫn Đường Quê Âm, tác giả Mạnh Ninh, với một câu chuyện tạm đặt tựa đề là Chạm Đáy Đau Thương. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Dạo năm 1990 ở thôn Yên Dự, toàn là đồng ruộng cây cối, mồ mả rải rác khắp nơi. Sau khi chính quyền có chính sách tái định cư, hàng trăm ngôi mả ở đó đều được đào lên rồi quy hoạch tập trung về nghĩa trang huyện. Gia đình cụ Hoan ở làng này đã ngót 60 năm. Khi chính sách mới ập về, gia đình cụ là một trong 18 hộ không cần di rời vì ở sát bìa ngoài ngôi làng. Hầu hết sau đó nhà cửa thưa thớt, gọi là làng nhưng thực ra cũng chẳng có quá 80 nóc nhà. Sau khi đám mồ mả được rời đi, mảnh đất hoang đó được lên dự án và dùng làm đất tái định cư cho những hộ dân cắt đất để chính quyền xây dựng hệ thống điện đường trường trạm. Cách căn nhà của cụ Hoan độ chừng 5 mét, ở phía bên kia đường, trước kia mảnh đất đó là của gia đình ông Nậm. Gia đình ông Nậm bỏ đi tứ xứ và đã mấy chục năm chẳng về làng. Nay trên khuôn viên mảnh đất đó, người ta đang xây một căn biệt thự 3 tầng. Ngó nhìn gia chủ đang mau mải dọn đồ vào căn nhà mới, bà Diễn chép miệng, khề khà giữa quán nước đang lố nhố gần chục mạng trụm đầu. Này à, các bác, liệu nhà đó có ở nổi 3 ngày không? Một bà mặt rỗ, răng đen hạt nhót nãy giờ ngồi hóng chuyện, nghe thấy bà hàng nước gặng hỏi thì đáp liền. Ôi chà, chắc chẳng được quá một ngày đâu. Mảnh đất nhà ông Nậm bố ai dám ở? Một chị mặc chiếc váy hoa, là người mới dọn đến làng này thấy lạ, nên gặng hỏi. Có chuyện gì thế các bác? Sao mảnh đất đấy lại không ở được? Người đàn bà mặt rỗ chép miệng đáp, hàm răng đen nhẻm, khẽ nhà ra làm đám nước bọt khắm như mùi mắm tôm bắn ra tứ tung. Nhà chị mới về làng này làm sao mà rành được? Mảnh đất ấy có ma đấy. Người thì làm sao mà ở với ma được? Gia đình ông Nhậm chết cả 3 mạng. Vợ chồng ông đấy cũng phát điên, đi thả phương cầu thực đấy chị ạ. Cũng chẳng ai hiểu nguyên do làm sao, cơ mà đó là mảnh đất độc. Người đàn bà mặc váy hoa cả kinh thốt lên. Có sự ấy hả bác? Một bà khọm già răng rụng gần hết cũng chen vào nói như tân công. Đúng rồi, ở làng này ai mà không biết, chết mấy mạng đấy, mà xảy ra cũng mấy chục năm rồi, chỉ có đám già cả như chúng ta biết thôi. Dẫu thế mặc cho người đàn bà váy hoa và đám mười mấy người làng có mặt ở quán nước ấy gặng hỏi, nhưng bà già kia tuyệt nhiên không dám nói. Ném ánh mắt về phía căn biệt thự mới xây còn thơm mùi sơn, ánh mắt của bà ta như có nét đề phòng, sợ như một thế lực vô hình nào đó nghe được thì chết. Đám dân làng cũng mau chóng lảng sang chuyện khác, từ buôn bán làm ăn tới tiền nong, lúc sau lại lôi cả chuyện mụ ba hàng thịt cặp bồ bị chồng bắt khi không một mảnh vải. Chuyện thằng cu Xín bắt trộm chó bị đánh cho chột cả mắt. Đủ thứ thượng vàng hạ cám đem ra mà bàn tán. Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai kể thêm về mảnh đất mà người làng đồn là ma ám đó nữa. Dạo ấy mới bắt đầu rục rịch có mấy hộ về thi công, xây cất nên con đường dẫn vào làng vẫn còn là đường đất. Ngày nắng thì bụi mù, ngày mưa thì trơn trượt khó đi. Hai bên đường vẫn ngập trong cỏ dại cao quá đầu người. Người sống thì ít hơn người chết, họ nằm rải rác khắp nơi, không mồ mả, lạnh lẽo trong đất lạnh. Những cỏ hoang tối tối đầy đốm lửa, lửa ma chơi. Lúc ấy là tầm sầm tối, ông cụ Hoan yên lặng cầm chung trà, nhấp từng ngụm nhỏ, hướng mắt đã sáu phần mở đục nhìn ra ngôi nhà mới xây cất nằm ở bên đối diện, nổi bật nhất cái làng này. Tà sương đã mon men khuất sau cánh đồng chảy dài ngút tầm mắt trước nhà, trả chỗ cho màn đêm đang lăm le như con thú dữ săn mồi. Chỉ chờ phút chốc là ập xuống làng này. Cụ Hoan thở dài, chén trà khẽ xuống, rầm ràn chỉ có tiếng côn trùng run rế, gió lùa lá cây xào xạc như hòa vào sự cô tịch của ban đêm. Cụ biết sau hàng cây trước nhà cụ là cả một khoảng không mênh mông. Nơi đó giờ đây chỉ có gió mang hơi lạnh lẽo thổi qua cánh đồng mạ non và những cỏ hoang mồ mả hiu quạnh, những lùm cây rậm rạp thấp thoáng đốm lửa. Khi cụ theo gia đình đến xứ này ngót 60 năm về trước, cụ đã nghe nhiều chuyện mà cụ cho là hoang đường. Là một người học hành tử tế, cụ không tin lắm. Nhưng sống đến tuổi này, sau khi trải qua nhiều thăng trầm cuộc đời, có những chuyện mà thật tâm cụ phải bán tín bán nghi.
giống như câu chuyện về mảnh đất nhà ông Nậm. Lắng tai nghe tiếng cụ bà thở nhẹ nhàng trong buồng, cụ chậm ngâm nhớ lại câu chuyện dân ở đây thường kể lúc rảnh rang. Giọng hát của bà lão mù vang lên giữa buổi xế tà, nghe ai oán bi thương. Mấy ngày nay, sầm tối nào bà ta cũng hát bài này. Làng xóm yên lặng, chỉ có tiếng hát run run của bà gợi vào lòng cụ Hoan một nỗi buồn. Đâu phải chỉ có người con gái trong lời hát kia chịu cảnh bẽ bàng của tình đời đen bạc. Chuyện con trai ông Nậm cắn lưỡi chết sau đám tang của vợ mình 3 ngày ở khu Gò Mả chẳng mấy chốc lan truyền khắp vùng. Người ta nói về chuyện đó một cách sợ hãi, thì thào với nhau trong những buổi chợ. Cái chết của con dâu ông Nậm càng làm nỗi sợ nơi đó lớn thêm. Đã lâu rồi chưa xảy ra chuyện ghê gớm đến vậy, và câu chuyện còn được nhắc lại rất lâu như để chứng minh thêm sự thâm u của vùng đất này. Hầu như không ai nhắc đến cái chết của thằng bé cháu mới 3 tuổi của ông Nậm. Nỗi ám ảnh về hồn ma ở nơi đó lấn át tất cả. Nhưng ông cụ Hoan không quên. Hôm liệm thằng bé con đó, chính tay cụ đặt chiếc trống lắc tay, vật mà thằng bé con khi còn sống rất thích, lên cái xác co quắp trước khi đóng nắp quan tài. Vật hoàn chủ cũ, sau đó cùng dân làng đắp cho thằng bé một nấm mồ nhỏ. Nỗi oan nghiệt đó ám ảnh cụ một thời gian rất dài. Chiều muộn, hoàng hôn đỏ ối phía chân trời, gió hầy hầy mát rượi. Cụ Hoan buông chum trà, đưa tay vuốt mớ tóc mềm của đứa cháu gái tên Lan. Cô bé vô tư lật dở chăm chú quyển sách của cụ. Chợt cụ bà bước ra than. Tôi mới đi trong xóm về, giờ đi đâu cũng nghe nói đến chuyện nhà kia xây trên đất nhà ông Nậm. Ai cũng sợ sẽ có người bị ám nữa đó. Cụ Hoan không nói gì, chậm ngâm nhìn ra khoảng không mênh mông đang sập tối. Mảnh đất nhà ông Nậm có ma hay không, cụ Hoan không dám chắc, vì có những chuyện cụ nghĩ mãi không ra, có những chuyện đã vùi chôn dưới nấm mồ. Nhưng cụ biết rằng từ khi gia đình ông Nậm tan đàn xẻ nghé, mảnh đất đó bỏ hoang mấy chục năm và chưa ai phải bỏ mạng nơi đó vì oan hồn nữa. Câu trả lời cụ Hoan còn chưa tìm được thì lại có những chuyện khủng khiếp xảy ra ngay sau buổi chiều hôm đó. Tối 14 trăng non chênh chách nhô lên sau bờ tre. Ánh trăng thượng huyền mang vẻ mơ màng, trải cái thứ ánh sáng dịu dịu trên xóm làng yên ắng. Tầm nửa đêm, giờ này chẳng còn ai ra khỏi nhà. Văng vẳng trong đêm chỉ có tiếng chó sủa. Cả nhà cụ không ai ngủ được, hay tất cả dân làng đều chờ đợi một điều gì đó, liệu có xảy ra hay không. Tiếng thét dài xé toạc màn đêm, kéo dài cả khoảng không mênh mông. Tiếng thét làm sợn gai óc, đánh thức mọi người trong làng dậy đúng nửa đêm hoang lạnh. Cả nhà cụ Hoan choàng tỉnh, tiếng chó chua từng hồi làm ghê rợn thêm màn đêm vốn dĩ u tịch cố hữu. Cụ Hoan mở hé cửa nhìn ra ngoài. Thứ gì đã gây ra âm thanh khủng khiếp đó, ai oán như một tiếng khóc than thảm thiết. Ngoài đồng xa, mọi vật ngập chìm trong ánh trăng. Trăng đêm nay đỏ tươi như màu máu. Chẳng biết lời bà khọm già ở quán nước đúng hay không, nhưng mới dọn vào một đêm, sáng hôm sau dân làng đã thấy chủ nhân căn nhà 3 tầng đó mời sư thầy về cúng tế. Nhìn sắc mặt ai nấy đều xanh xao lạ thường. Dân làng 8 phần đều hiểu đêm qua gia đình ấy chứng kiến điều gì ghê gớm lắm. Nhang đèn bày ra ngập ngụa, mùi nhang trầm trong một buổi sáng âm u càng làm không khí thêm phần thê lương đến ngột ngạt. Tiếng lâm râm cầu kinh của ông thầy bùa làm không khí chợt ùa ra, ngột ngạt và vương mùi tử khí. Cúng bái xong xuôi, gia đình đó cũng treo biển cho thuê và rời đi ngay trong buổi sáng ấy. Chiều hôm đó cụ Hoan ngẩm nga mấy câu ả đào, rồi lật đật thả bộ ra thăm ruộng. Cánh đồng mạ non mơn mởn chảy rộng, mát rượi cả mắt, hứa hẹn một mùa bội thu. Cụ Hoan khoan khoái hít một hơi, rồi ngồi xuống bờ đê vấn điếu thuốc. Chợt cụ thấy xa xa có bóng một ông già búi tóc củ tỏi, râu dài đang lom khom bên mé ruộng. Cụ Hoan nhớn người kêu to. Ông Báo ơi, qua đây ngồi hút điếu thuốc chơi, làm gì mà lật đật thế? Người đàn ông ngó chừng 50 tuổi, gương mặt khắc khổ hẳn lên những nếp chân chim và làn da sạm đen. Người đàn ông nhìn già hơn tuổi đó, nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn, rồi cười, giọng ông sang sảng. Cụ Hoan đó hả? Sao nay thăm ruộng sớm vậy?
Ông Báu trong ánh mắt thần thái còn rất nhanh nhẹn tinh anh, duy chỉ có cái cơ thể gầy đét như ma đói thì không lẫn vào đâu được. Ông mặc phong phanh một chiếc áo cánh mỏng để lộ bộ ngực rắn chắc, trên ngực có xăm một chữ Hán bằng mực tàu, sải bước nhanh trên bờ đê gập ghềnh. Bập bập điếu thuốc lào kỳ đồng, ông Báu nằm ảnh trên bãi cỏ phê thuốc rồi cất tiếng cười sảng khoái. Năm nay trúng mùa đó cụ nhỉ, lúa tốt quá. À mà sáng nay lúc đi thăm đồng, nghe mấy con mẹ đĩ nói thằng Sử bị gì hả cô? Bà thảm mẹ nó phải kêu họ hàng đem sang thầy lang phấn trị phải không cô? Cụ Hoan lắc đầu đáp. Tôi có biết đâu, mà thằng bé nó bị gì vậy? Hết bệnh chưa? Cái thằng còi khoe vậy mà. Ông Báo khề khà, nhếch đôi môi thâm xì vì hút thuốc lâu năm rồi đáp. Tôi thấy bảo ông lang phấn cắt cho mấy thang thuốc về sắc rồi cụ ạ. Cũng đỡ rồi. À mà... Ông Báo ngập ngừng. Tôi nghe mấy người trong xóm nói là nó bị ma giật. Cụ Hoan giật bắn người, quát to làm ông Báo giật nảy người. Bậy bạ, ma cỏ gì? Tôi ở đây từ xưa đến nay mà có thấy gì đâu. Toàn đồn đái bậy bạ rồi đâm ra hoang tưởng. Tôi mới về làng này ngót chục năm nay. Nhưng thú thật với cụ là bản thân tôi nghe nói nhiều người gặp lắm rồi. Ông Báo hỏi dò, ông đang muốn biết rõ hơn về câu chuyện xa xưa. Dù những người biết câu chuyện xưa đó chẳng còn mấy nữa, ông hy vọng cụ Hoan sẽ biết nhiều hơn những gì mà ông nghe kể. Nhưng ông nhanh chóng thất vọng. Cụ Hoan vội vàng đứng dậy bỏ đi sau khi buông một câu nhẹ tênh. Tôi không tin có ma, gặp tôi mới tin. Rồi cụ bỏ đi để lại ông Báu với những câu hỏi trong lòng, nguyên do mấy người nhà ông Nậm chết và mảnh đất đó thực sự bị ma ám có thật hay không. Vậy mà ngay ngày hôm sau, làng này lại mắt tròn mắt dẹt chứng kiến một gia đình khác dọn vào. Gia đình đó có 4 người, 2 vợ chồng và 2 cô con gái ngó tầm cỡ 17-18. Theo thói quen, cụ Hoan lại ngẩm nga câu hát à đào bên chiếc bàn trà quen thuộc. Tối hôm đó cụ bà có việc ở làng bên, con trai và con dâu cụ đánh chuyến hàng buôn tỏi về Hà Nội, nên căn nhà ba gian xây theo lối cổ, chỉ còn cụ và con bé Lan. Làng xóm lúc ấy có lẽ đã ngủ hết hay còn thức để chờ đợi điều gì thì cụ không dám chắc. Từ khi gia đình bạn thân của cụ là ông Nậm tan đàn xẻ nghé, chẳng có ai cụ coi là tâm giao, chỉ biết thưởng trà một mình mà trầm ngâm suy nghĩ về thế thái nhân tình. Phần vì cuộc sống cô quạnh, phần vì đến cái tuổi này thì người ta thường nhớ lại những chuyện xưa. Cụ cần hơi trà để đưa vào những ký ức xưa cũ. Đang ngâm nga mấy câu hát ả đào, bất giác trước mặt cụ Hoan chợt lờ mờ hiện lên một làn khói mỏng mờ đục. Cụ Hoan cố gắng đưa tay lên dụi mắt, có lẽ mệt mỏi khiến đôi mắt già kèm nhèm không nhìn rõ chăng. Vành tay cụ chợt lạnh buốt, hơi lạnh chạy dọc sống lưng khiến người cụ như tê dại. Không biết bằng cách nào, cụ đang đứng trước cái nơi đáng sợ nhất vùng này, mảnh đất nhà ông Nậm. Cụ thảng thốt, từ lúc ông Nậm bỏ nhà ra đi, cụ chưa từng đến gần đây dù mảnh đất này đối diện nhà cụ, tính ra có hơn 20 bước chân. Đối với cụ Hoan, mọi thứ đã bị chôn vùi từ lúc bản thân của cụ là ông Nậm bỏ nơi này ra đi hơn 30 năm trước. Bây giờ cụ đã là một ông lão đầu tóc bạc phơ, mà quá khứ vẫn ám ảnh cụ khi tự tay làm đám ma cho mấy người nhà ông Nậm giàu đó. Trước mặt cụ, sau màn sương mỏng lạnh lẽo như từ lòng đất tỏa lên, mảnh đất nơi căn nhà 3 tầng ngự lên như nhắc cụ nhớ lại chuyện xưa. Từ cái ngày hôm đó đến nay, cụ chưa từng có một đêm ngon giấc, cứ nhắm mắt lại là nghe tiếng khóc, và nhất là đôi mắt đó cứ bám riết lấy cụ. Đôi khi đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, cụ giật mình vì tiếng thét gào ai oán vang vẳng trong đêm. Đôi chân cụ run rẩy khuỵu xuống, hai tay đưa lên bưng lấy mặt. Cụ không dám nhìn vào khuôn mặt người con gái đó, khuôn mặt trắng đầy máu tươi, đôi mắt to vằn những tia máu, nhìn chòng chọc vào cụ hàng đêm trong suốt bao nhiêu năm, vì dám đứng ra lo liệu và chôn cất cho bà cái xác vô hồn đó, hay còn điều gì cụ chưa hoàn thành. Trong giấc mơ, cụ cố sức chạy thật xa, nhưng tay cụ ủ đặc vì tiếng gào thét. Khi kiệt sức dừng lại, đưa tay lên vuốt mồ hôi chảy trên mặt, chợt cụ tẩm lợm vì mùi máu tươi. Nhìn lại vụ kinh hoàng vì nhận ra tay mình đẫm máu.
Hoảng loạn, cụ giật mình tỉnh giấc, mồ hôi tuôn ra như tắm. Cụ tính bỏ xứ ra đi, nhưng tin rằng cuộc đời sẽ thanh thản hơn vì bản thân cụ chẳng làm điều gì sai quấy. Nhưng không, đến bây giờ, sau những năm tháng lưu lạc xứ người, sắp gần đất xa trời, cụ vẫn bị ám ảnh bởi ba cái chết oan nghiệt của nhà người bạn mình. Và khi đối mặt với nơi này, cụ biết mình không thể trốn tránh cái quá khứ ám ảnh được nữa. Ông ơi, ông làm gì mà ú ớ lên thế hả? Cụ Hoan giật mình choàng tỉnh khi tiếng con bé cháu cất lên. Cụ đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt vô tình lướt qua hướng căn nhà ba tầng. Trong căn nhà hắt ra thứ ánh sáng đỏ quạch nơi đầu cổng, làm cụ khẽ rùng mình như đứng trước cửa vong môn, nơi dẫn lối vào địa ngục. Khẽ xoa đầu đứa cháu gái, cụ Hoan uể oải châm thêm nước vào ấm trà rồi bảo: Ông ngủ quên thôi, mà sao con còn chưa ngủ, gần nửa đêm rồi mà. Con bé bám chặt tay ông nội, ánh mắt to tròn của đứa bé lên tám khẽ nhướng lên rồi cất tiếng hỏi: Ông nội ơi, ông có nghe thấy tiếng đàn bầu không? Cụ Hoan giật thót mình lắng tai nghe, quả thật vẫn là thanh âm đó, tiếng nỉ non ai oán đó như xoáy vào óc cụ, quen thuộc khô lãnh. Thanh âm náo nề đó không phát ra từ căn nhà ba tầng bên kia đường, mà là trên phía sân thượng. Cụ Hoan lấy hết can đảm ngó lên thì chẳng thể tin nổi. Thấp thoáng trên sân thượng còn thơm mùi sơn mới, cụ giật mình khi thấy một bóng người đàn bà tóc dài đứng lù lù ở đó. Gương mặt cụ xám ngoét, toàn thân nổi da gà, ú a ú ớ. Cụ Hoan có thể cảm thấy từng mạch máu chảy rần rần, từng đường gân nổi lên, thậm chí cả tiếng tim mình đập bình bịch trong lồng ngực cụ cũng nghe rõ mồn một. Chỉ đến khi tiếng con bé cất lên mới làm cụ hoàn hồn trở lại thực tại. Ông ơi, ông bị gì vậy? Sao mặt ông xanh lè thế? Ông cụ Hoan tái mặt, lật đật ấm con bé vào nhà luôn. Sáng hôm sau, cụ Hoan đem hết sự lạ ra kể cho gia chủ nghe. Gia chủ là người làm nghề đồ tể trên phố, nghe cụ Hoan thuật lại rằng căn nhà này lạ lẫm, ai vào ở vài ngày lại dọn đi, và khuyên gia chủ không nên ở lâu trên đất này, sợ gặp chuyện quấy quả. Ngờ đâu ông chủ nhà này chẳng tin ma quỷ thần Phật, nên gạt đi coi như không. Điều ấy làm cụ Hoan nặng lòng lắm. Quả thật điều cụ Hoan lo lắng không thừa. Cuối cùng ngày định mệnh đó cũng tới, gia đình bên đó ở gần một tuần thì xảy ra chuyện quái dị, bắt đầu từ cô con gái út. Gia đình bên đó chuẩn bị dọn đi, nên qua xin lỗi và kể cho cụ Hoan nghe tất cả sự lạ diễn ra trong căn nhà đó. Cụ Hoan chậm rãi mời ông ta thưởng trà. Người đàn ông với nét mặt xanh xao, ánh mắt còn hẳn lên nét hoang mang, khẽ đỡ lấy chén trà. Chất trà nóng lan vào khoang miệng, làm ông ta bình tâm phần nào. Khẽ thở dài một chập, người đàn ông khẽ thẽ thọt cất lời: Thưa cụ, đầu tiên con xin lỗi vì có thái độ không phải với cụ lần trước. Cụ có lòng tốt khuyên bảo mà con lại đem tâm sân hận ra mà đối đãi. Cụ Hoan cười hiền, đưa tay khẽ vuốt chòm râu bạc rồi đáp lời kẻ quân tử: Sống đến từng này tuổi rồi, ta nào có để ý mấy chuyện nhỏ nhặt đó. Nhà anh cứ thưa để ta tỏ tường. Người đàn ông gật đầu, sau mấy giây trầm ngâm mới cất lời. Người đàn ông tên là Quý, năm nay 40 tuổi, vợ tên là Nhàn. Hai vợ chồng mở mấy sạp thịt ở trên phố huyện, kinh tế gia đình xếp vào dạng thừa ăn thừa mặc. Hai vợ chồng có hai đứa con gái, con bé lớn tên là Châu, năm nay 19, con bé thứ hai tên là Nhung, năm nay vừa tròn 16. Gia đình ông bà Quý bận rộn buôn bán ngược xuôi. Sau khi nghe một người bạn nói rằng có căn nhà ba tầng cho thuê với giá khá mềm, nên chẳng đắn đo mà dọn về đây sinh sống. Còn mấy căn nhà trên phố thì đem cho người ta thuê để sinh lời. Ngừng một giây để lấy lại bình tĩnh, ông Quý mệt mỏi nhớ lại những chuyện kỳ dị xảy ra suốt một tuần qua. Sáng sớm hôm đó theo thông lệ, ông bà chở nhau trên chiếc xe ba gác đi thu gom thịt lợn trên tỉnh về bán. Con gái lớn của ông có công chuyện gặp bạn bè nên cũng rời nhà từ lúc 6 giờ. Thành ra căn nhà ba tầng rộng rãi đó chỉ còn con bé thứ là con Nhung ở nhà vì bệnh. Lúc ấy là tầm 8 giờ sáng, nhưng hôm đó âm u lắm.
bầu trời vẫn vỗ những tầng mây đen báo hiệu một cơn mưa lớn sắp ập xuống. Lúc đang nằm mê man ngủ thì con bé giật mình vì nghe tiếng đàn bầu trên sân thượng vọng xuống. Càng nghe thì thấy càng lớn, mà khi lắng tai nghe thì giai điệu của tiếng đàn bà đó cứ ngân nga theo đàn, không nghe hát lời gì cả. Vốn dĩ con gái lớn nhà ông Quý theo học một trường nhạc viện và chơi đàn bầu giỏi lắm. Đến khi nghe thấy tiếng đàn vọng ra, con Nhung tưởng chị mình về nên mới bước xuống giường. Con bé đứng gần cửa phòng hỏi lớn. Chị Châu ơi, chị về rồi hả? Sao lại lên sân thượng chơi đàn thế? Lạ thay tiếng nói vừa cất lên mà chẳng thấy ai trả lời. Tiếng đàn tiếng ngân cũng im bặt luôn. Con bé Nhung thấy lạ nên lật đật đi qua phòng chị mình, thì cây đàn bầu vẫn nằm ở đó. Mòn men trở lên sân thượng tòa nhà thì chẳng thấy bóng dáng một ai. Con bé Nhung chợt cảm thấy lạnh người vì nhớ lại câu chuyện hôm trước, trước khi cụ Hoan sang nhà nó. Mảnh đất này là đất độc, chẳng ai ở được lâu đâu. Gia đình anh chị nên chuyển đi kẻo bị vong quấy quá. Lắng nghe lời đó, con bé chỉ tưởng là ông cụ hàng xóm già cả lũ lẫn nên bịa chuyện hù người mới dọn lại đây ở. Nhưng chuyện tiếng đàn, tiếng ư ử ngân nga theo thanh âm náo nề đó phát ra rõ mồn một, làm sao mà lầm được. Thoáng chút rùng mình, con bé Nhung lật đật chạy vào phòng đóng cửa lại, trùm mền kín cả người. Mệt mỏi vì cơn sốt hành hạ, con bé thiếp đi lúc nào không hay. Con bé Nhung không biết bản thân đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi những thanh âm rin rít như tiếng nghiến răng vọng ra, làm nó trong mày thức giấc. Tiếng động đó lúc đầu nhỏ, sau biến thành tiếng ken két rồi thẳng vào tai, làm con bé trợn trừng mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Con bé ngồi bật dậy theo phản xạ tự nhiên, lắng tai nghe thì chẳng có gì lạ. Căn nhà vẫn chìm trong một màu đen như hũ nút vì cơn giông bên ngoài đã ập đến. Với tay bật sáng ngọn đèn lờ mờ nhưng điện đã mất từ bao giờ. Trong không gian xám xịt đó, rõ ràng con bé cảm nhận có sự thôi thúc mãnh liệt và dường như có cả tiếng kêu nho nhỏ, toàn là những âm thanh lạ lùng lắm, như tiếng người sắp chết đuối kêu cứu từ rất xa. Thanh âm ẳng ặc đó không lẫn vào đâu được. Rồi chỉ một giây sau, tiếng người, tiếng nước đều ngưng hẳn để đổi sang loạt âm thanh rin rít như tiếng nghiến răng chèo chèo. Ngồi thất thần 5 phút cũng chẳng có gì lạ, lại thêm cơn sốt mỗi lúc một hành hạ. Con bé thở dài cho rằng mình tưởng tượng ra nên mệt mỏi nằm xuống, cố gắng dỗ giấc ngủ. Đang dần lịm đi thì một lần nữa tiếng động lạ lại phát ra. Lần này là ở nhà ngoài, và thanh âm đó giống hệt tiếng chân người đi rất nhẹ trên nền hành lang tầng 2. Tiếng bước chân ấy vọng lại từ ngoài cầu thang và mỗi lúc lại tiến sát vào cửa phòng nơi con bé đang nằm. Con bé giật mình, mồ hôi vã đầy ra trên trán chảy xuống miệng mặn đắng. Tiếng lê chân chợt im bặt nơi cửa, cùng lúc cánh cửa phòng cũng từ từ hé mở. Không khí bức bách ngột ngạt như bóp nghẹt cổ họng con bé. Đúng lúc chống tay định nhòm dậy thì con bé ú ớ vô lực, tứ chi nặng trĩu. Trái tim con bé muốn nhảy dựng khỏi lồng ngực. Nó nhắm chặt hai mắt trong kinh sợ tột cùng, nhưng vẫn cảm giác rõ rệt trong căn phòng này có thứ gì đó đang tiến sát về phía mình. Tự quả đất đang nặng đè nghiến lên cơ thể. Toàn thân con bé chết cứng, mồm há ra, hai mắt trợn trừng. Tứ chi của nó không nghe theo lời não bộ. Cảm giác sợ hãi lần đầu tiên trong đời choáng ngợp lấy tâm trí con bé. Con bé Nhung nằm chết chân trên giường cầu cứu trong vô vọng. Tiếng chân người đã tiến sát đầu giường. Con bé hái hùng mở mắt trừng trừng. Đập vào mắt nó là một dải đen thui, dẹp lép, ướt sũng, hình dạng khá giống bóng người. Trong khoảnh khắc đó, người con bé chết cứng và lạnh ngắt vì bị bóng đè. Cơ thể con bé không cục cựa được, đầu nặng trịch, toàn thân lạnh toát, xung quanh một mảng tối đen. Nỗi sợ hãi vô hình xuất hiện, tim con bé đập loạn nhịp, mồ hôi vã ra, cố gắng la hét, nhưng từ miệng phát ra chỉ là tiếng ú ớ vô lực. Những tiếng tọc tọc như tiếng nước chảy, kèm theo thứ mùi hôi tanh xộc lên lợm giọng. Con bé cảm giác bàn tay mình ươn ướt, nhột nhạt và lạnh ngắt, hệt như có thứ gì đang liếm năm đầu ngón tay mình. Khí quyển mỗi phút một nực nồng, rít ẩm, ngột ngạt, thời gian như bất tận. Con bé không dám ngoái lại nhìn mảng đen đã rất gần.
chỉ tích tắc nữa sẽ ập xuống người nó. Tay chân tê cứng mà lạ thay, hai con người mở to chưa từng thấy xuyên thủng màn đêm, đến nỗi nó nhìn được cả những sợi lông mi của chính mình đang vòng cung lên vầng trán căng rát, xót rạn mồ hôi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê đó, nó nghe rõ bên tai vọng lên tiếng đàn bà, thanh âm xoáy vào óc như giận dữ. Trả lại nhà cho tao, cút khỏi nhà tao. Mấy giây sau lấy lại sức lực, con bé hét lên rồi giật mình ngồi bật dậy, quên cả cơn sốt đang hành hạ cơ thể. Nó lao vội xuống dưới nhà gập bụng thở hồng hộc. Nhìn hết xung quanh căn phòng khách trống trải, chẳng thấy ai và chẳng nghe tiếng ai nói cả. Con bé bần thần mấy giây rồi cứ nghĩ là do mình mệt nên mơ. Vừa lúc đó chị gái nó là con bé Châu cũng vừa đi công chuyện về. Hai chị em trò chuyện một lúc, nhưng Nhung giấu nhẹm cái chuyện ban nãy vì cô biết chị gái mình rất yếu bóng vía. Nhìn đồng hồ thời gian đã đổ về 5 giờ chiều, Châu tranh thủ vào bếp nấu cơm, làm đồ ăn để kịp cho hai ông bà quý về dùng bữa. Trong bữa tối hôm đó, Nhung cứ suy nghĩ về câu nói của ông cụ Hoan, rồi chốc chốc lại lén nhìn lên hướng cầu thang dẫn lên sân thượng, rồi rùng mình khi nhớ lại tiếng đàn, rồi tiếng hát não nề đó. Khoảng tầm hơn 11 giờ đêm cả nhà tắt điện, ai vào phòng đó chuẩn bị đi ngủ. Lần này cả nhà ông quý đều nghe tiếng đàn bầu kèm theo giọng đàn bà nhận nha hát vang vọng xuống từ sân thượng. Phòng con bé Nhung ở tầng 2 sát cầu thang nên tiếng đàn tiếng hát vọng ra rõ rệt hơn. Nhung chùm kín chăn, trong đầu cứ mường tượng lại cảnh tượng kinh khủng ban chiều gặp mà rùng mình ớn lạnh. Nhung nhắm chặt mắt lại mà niệm Phật, đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Kể đến đây, ông quý nhìn cụ Hoan rồi thở dài bảo: Đêm đó quả thật hệt như lời cháu kể cụ ạ. Cụ Hoan châm thêm nước trà, ném ánh mắt mở đục về hướng căn nhà rồi hỏi: Rồi sau đó chuyện nó ra làm sao? Ông quý bàng hoàng tiếp tục mạch chuyện, giọng điệu đã lạc đi mấy phần. Lúc đó hai vợ chồng ông nghe tiếng đàn bầu náo nuột thì cứ đinh ninh là con bé Châu chơi đàn. Nhưng điều làm ông quý bực mình vì giờ này trễ rồi, con bé vốn là người ý tứ, không có lý nào đêm hôm phá làng phá xóm không để ai ngủ mà mang đàn lên sân thượng chơi. Nghĩ vậy nên ông bước ra đoạn cầu thang hướng lên tầng trên rồi quát lớn: Châu, đêm hôm sao con không ngủ mà mang đàn lên sân thượng kéo ôm sùm vậy? Có biết gần nửa đêm được không? Ông quý vừa ngắt lời và trở vào đến cửa phòng thì điếng hồn khi nghe tiếng chân người chạy bình bịch trên cầu thang. Liền sau đó Châu và Nhung mặt mày xanh lẻ, hệt như sợ đến mức muốn ngất đi vậy. Hai đứa con gái lao vào phòng rồi hỏi: Bố mẹ, có nghe thấy tiếng ai chơi đàn bầu, cả tiếng đàn bà hát không ạ? Ông quý và vợ rụng rời chân tay. Gia đình ông chỉ có 4 người, vậy ai là người kéo đàn bầu trên tầng thượng? Đến lúc này ông quý mới nhớ lại lời cụ Hoan cảnh báo. Thân là trụ cột trong gia đình, ông bặm môi kêu cả nhà ngồi dưới phòng chờ để một mình ông đi lên kiểm tra. Ba mẹ con bà Nhàn ai nấy cũng đều run cập cập. Ông quý lao vội lên tầng, trên tay là cây đèn pin sáng tỏ. Soi khắp các ngóc ngách sân thượng thì chẳng thấy ai. Ông quý đi vòng vòng khoảng 5 phút rồi lẩm bẩm chửi thề một tiếng. Đoạn xuống tới phòng, ông lên tiếng vào trấn an cho ba mẹ con bà Nhàn là chắc do mệt nên thần hồn nát thần tính thôi. Sau một hồi chẳng có sự gì lạ nên cả nhà lại bảo nhau đi ngủ. Châu và em gái mình vẫn còn ám ảnh bởi thanh âm đó nên bảo nhau ngủ chung. Đêm hôm đó trôi qua trong yên ắng, chỉ có ông quý là không thể nào chợp mắt. Lời ông cụ Hoan cứ xoáy sâu vào óc ông rõ mồn một: Mảnh đất này là đất độc, chẳng ai ở được lâu đâu. Gia đình anh chị nên chuyển đi, kẻo bị vong quấy quá. Băng đi 3 ngày sau chẳng có sự gì lạ, cho đến ngày chủ nhật hôm đó khi cả gia đình ông quý đều ở nhà. Cả nhà hò nhau lên sân thượng dọn dẹp rồi nấu nướng ăn uống. Tầm 12 giờ trưa thì dọn dẹp xong xuôi, bà Nhàn mới mang đồ lên sân thượng phơi. Bình thường mọi bữa bà toàn phơi đồ dưới nhà dưới, nhưng hôm nay quần áo chăn màn nhiều quá,
thành thử bà phải kêu chồng làm cho cái dây phơi đồ bằng kẽm khá chắc chắn ở trên tầng thượng. Tiết trời đang nắng chang chang, bất chợt mây đen ở đâu kéo đến ầm ầm, làm không gian chuyển mình sang màu nhợ nhợ tối. Bà Nhàn ngán ngẩm nhìn bầu trời, mưa mà kéo đến có khi phải giặt lại chứ chẳng chơi. Phơi đồ xong xuôi, bà Nhàn nhanh chân trở xuống. Vừa đi được ba bước thì bất thần bà nghe cái phịch, giật mình quay lại nhìn. Bà hoảng hồn khi thấy dây kém tự nhiên đứt hết, rớt hết đồ xuống dưới đất. Bà định tiến lại gần nhặt cái mớ đồ thì bất giác khựng lại vì thấy bóng người con gái tóc phủ xuống, không thấy mặt mũi đâu cả, chân cũng chẳng thấy đâu, mặc nguyên bộ đồ trắng đứng ngay cái dây đồ vừa đứt xuống. Bà Nhàn kinh hãi ngã ngồi ra sau, chân tay nhũn ra, miệng cứ ú ớ không nói nên lời. May phước cho bà là ông Quý thấy vợ phơi đồ lâu nên lên xem sao. Vừa thấy chồng lên, bà Nhàn kinh hãi rú lên, ôm chặt lấy chồng rồi sợ khóc đến ngất đi luôn. Chứng kiến sự đó, ông Quý cuống cuồng bế thốc vợ xuống dưới nhà rồi nhanh chóng lấy chai dầu xoa khắp lượt mà bóp tay chân cho vợ mình. Nhung và Châu đang lúi húi ở nhà ngoài, nghe tiếng thét của ông Quý thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả hai tái mặt chạy vội vào phòng, lại thấy mẹ bị như vậy nên lo sợ cũng khóc theo. Khoảng nửa tiếng sau thì bà Nhàn tỉnh dậy, sắc mặt đã bợt bạt, đôi mắt ánh lên nét hoảng loạn tột cùng. Bà ôm chầm lấy chồng rồi khóc đấm đứt, chưa để ông Quý gặng hỏi đã lắp bắp lạc giọng. Ma! Anh ơi! Có ma! Trên sân thượng có ma! Ông Quý là người đàn ông tinh ý, nhanh chóng kêu hai con gái về phòng để tránh việc nghe những điều kinh dị làm chúng ám ảnh thêm. Khi chỉ còn hai vợ chồng với nhau, ông Quý trấn tĩnh và kêu bà Nhàn kể toàn bộ sự việc cho ông nghe. Đến khi nghe xong thì qua ngày hôm sau, ông Quý ngay lập tức đi mời một sư thầy trên chùa Nhất Long về tụng kinh và cúng bái. Những mong vong linh khuất mặt đừng tìm về nhà ông thêm lần nào nữa. Cụ Hoàn nghe đến đây thì bàng hoàng lắm. Vốn dĩ ngày hôm đó cụ có việc đi thăm đứa cháu ở làng bên nên không hề hay biết chuyện gì. Đến khi về nhà chỉ được nghe vợ cụ kể lại qua loa là nhà hàng xóm mới mời thầy cúng về cúng kiếng. Nhấp thêm miếng nước trà đã nguội lạnh, cụ Hoàn hối thúc. Thế rồi chuyện ra sao nữa hả anh? Ông Quý nhìn sang căn nhà mà không giấu nổi nét bàng hoàng trong ánh mắt. Sáng hôm ấy, ông Quý lấy cớ kêu hai đứa con gái sang tỉnh bên thăm bà ngoại đang bệnh, rồi ngay lập tức lên chùa gõ cửa Phật. Khi mời sư thầy về cúng kiếng, vừa bước vào nhà, sư thầy đã nói một câu làm ông Quý lạnh gáy. Mô Phật, căn nhà này u ám quá. Nói rồi sư thầy tay lần chàng châu, chậm chậm đi vòng vòng xung quanh nhà, rồi cứ thế tiếp tục lắc đầu, tiếng thở dài phát ra thườn thượt. Dạo một vòng quanh khuôn viên đất, sư thầy như nhận ra điều gì nên suy nghĩ lung lắm. Chưa để cho ông Quý cất lời, sư thầy đã ngay lập tức đi lên sân thượng. Chừng 15 phút sau, sư thầy đi xuống kêu ông bà Quý mang trái cây bày ra bàn để bắt đầu cúng. Lạ thay, nén nhang trầm vừa bắt lửa tỏa ra làn khói mờ mờ xanh thẳm. Cùng lúc đó tiếng sư thầy tụng ea cất lên được câu, thì bất thình lình gió lớn từ đâu không biết thổi mạnh lắm, hất tung hết cả bàn cúng lên. Kinh hãi hơn cả là bà Nhàn từ trong buồng lúc này đã đứng lù lù ở chân cầu thang, cất tiếng cười the thé. Tóc tai bà xóa ra rối bù, che hết khuôn mặt chẳng thấy mặt mũi đâu. Biết bà Nhàn bị vong nhập, sư thầy mới lấy bông hoa cúc chấm vào nước phép mà hất vào người bà Nhàn. Nhưng bà Nhàn cứ đứng im lìm tỉnh bơ, rồi đột ngột tiếng cười ngừng hẳn, thay vào đó là tiếng quát lớn. Tiếng ấy là tiếng đàn bà, nhưng trầm đục và đầy oán niệm. Chúng mày cút ra khỏi nhà tao ngay, không tao vật chết cả nhà chúng mày. Sư thầy làm đủ mọi cách mà không chỉ được, vong quỷ mượn thân xác đập đầu bà Nhàn vào cầu thang, rồi cào cấu khắp người, đến khi chảy máu mà vẫn cứ cười the thé, đôi mắt trợn trừng không có lòng đen cực kỳ quỷ dị. Biết pháp lực không đủ trị được vong quỷ này, sư thầy đành xuống nước năn nỉ.
Vong kia, thả nữ này ra, thầy sẽ kêu gia chủ dọn đi, không ở nhà này nữa. Bất thần bà nhàn rùng mình rồi lăn quay ra ngất lịm. Giữa làn khói nhang điếc mũi, cả sư thầy và ông quý đều hãi hùng khi nhận ra một bóng đàn bà mặc vải liệm trắng toát bay vụt mất lên trên sân thượng. Ông quý hoảng hồn lao lại, thấy vợ mình mặt mày sưng húp, đầu rớm máu, tay chân bị nó cào nát hết người. Ông quý bặm môi, bế thốc vợ ra ghế rồi ra sức chấn an cho vợ mình. Bà nhàn lúc đó người tựa hồ mất hết thần khí, hai hàm răng va cành cạch vào nhau, sợ không nói nên lời, chỉ ôm lấy chồng và khóc. Sư thầy thở dài quay ra căn dặn. Mồ Phật, gia đình thí chủ nên dọn đi sớm, vì con ma này nó ở đất đây lâu rồi, nên thành tinh, sắp thành quỷ rồi. Pháp lực của thầy dưới nó nên không làm được gì được. Sau khi sư thầy tử giã, ông quý cũng chẳng nghĩ thêm được điều gì. Ngay lập tức đưa vợ mình là bà nhàn lên bệnh viện nằm truyền nước biển vì bà lên cơn sốt ly bì. Bà nhàn phải nhập viện vì tình trạng tụt huyết áp, cơ thể suy nhược, phải nằm viện vài hôm. Ông quý mặc kệ tất cả, sáng sớm một mặt đi giao hàng rồi tranh thủ chạy vào chăm vợ. Buổi chiều thì về nhà dọn dẹp nấu nướng. Vì sợ hai con gái ở nhà sẽ gặp thêm chuyện không hay, nên ông bắt hai con gái phải lên viện ăn ngủ chung với mẹ, lấy lý do tiện cho việc chăm sóc bà nhàn. Ông quý vốn là người đàn ông cứng rắn, dù không quên lời dặn của sư thầy dặn, nhưng phần vì tiền nhà đã đóng tận một năm, nên có sợ cũng không muốn đi được, vì đồng tiền năm đó là lớn lắm. Một mặt giấu giếm vợ con, một mặt ông cương quyết ở lại và tìm cách để đuổi con ma đó đi. Đêm hôm đó ông quý chán nản nên đi nhậu cũng khá say. Về tới nhà là tầm 9 giờ tối. Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, ông lần mò đi xung quanh hết căn nhà. Vì lúc trước khi dọn về đây ở, ông quý chỉ ở phòng ngủ rồi ra phòng khách, lâu lâu mới lên sân thượng và chưa hề đi hết ngóc ngách của căn nhà này. Hôm nay sẵn có men say nên muốn đi tham quan thử. Kể thêm về ngôi nhà ba tầng này, căn nhà mới xây khá rộng rãi và khang trang. Tầng dưới là phòng khách, phòng ngủ của vợ chồng ông và đi sâu vào dãy hành lang là nhà bếp. Tầng thứ hai là phòng của hai đứa con gái là Châu và Nhung. Tầng thứ ba có một căn phòng là kho chứa vật dụng cũ kỹ. Căn phòng trên tầng ba ông quý chưa bao giờ để ý cái kho đó, vì lúc mướn nhà, ông nghe chủ nhà nói là phòng đó chứa đồ, chứa những cái dụng cụ linh tinh. Ông quý tò mò, ngật ngưỡng lê thân lên và tiện tay mở ra xem thử, thì thấy toàn là bụi bặm trong đó. Bàn ghế cũ kỹ, mấy thùng sơn bao xi măng, dằm ba thùng gạch ốp còn thừa, nói chung là đủ thứ thượng vàng hạ cám đều chất trong đó như một mớ tạp nham. Nhưng có một thứ làm ông quý chú ý là trong góc phòng có một cái bát hương nhỏ và có vài cây nhang được cắm lên. Tàn nhang đã rụng rời từ lâu, chỉ trơ ra chân nhang đỏ nhạt, dài cỡ hai đốt ngón tay. Vừa nhìn vào, ông quý chợt có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ông đứng ngây ra nhìn cái bát hương nguội lạnh rồi lẩm bẩm. Quái lạ thật, sao lại có bát hương nằm đây nhỉ? Hay là chủ nhà trước cúng bái cái gì? Đang thần người nghĩ ngợi thì bỗng trên sân thượng thanh âm của tiếng đàn, tiếng hát lại vang lên, làm ông quý giật mình. Ông quý mượn hơi rượu nên đánh bạo tiến sát lại lối dẫn lên sân thượng rồi gắt lớn. Ai vậy? Ai đàn hát trên đó? Sao lại phải đuổi gia đình tao đi? Tao làm gì nên tội? Cũng có cúng đầy đủ, đốt đồ, đốt tiền cho rồi mà. Sao cứ phá mãi vậy? Nhà mày muốn gì? Tao không sợ đâu. Có giỏi thì hiện ra mà nhát tao nè. Hơi men dâng lên tận óc, làm nỗi sợ hãi chuyển thành tức giận. Đột nhiên, tiếng đàn, tiếng hát im hẳn. Ông quý ngật ngưỡng đi lên thì sân thượng trống không, luồng gió đêm thổi sộc vào cơ thể, len lỏi vào cuống họng, lan ra mạch máu dẫn đến tứ chi, làm ông quý khẽ rùng mình, hơi men bay đi quá nửa. Lẫn trong không gian nhờ nhờ ánh trăng trung tuần, xen vào tiếng gió đang rít lên từng tràng. Ông quý giật mình khi nghe tiếng hát ở đâu xoáy sâu vào óc. Tiếng hát ai oán trong đêm như kể lể về lòng người bẽ bàng. Tử là tử phu tướng, bảo kiếm sắc phong lên đàng.
vạo ra luống trong tiên tràng, năm canh mơ màng. Em luống trong tiên tràng, ôi gan vàng quặn đau ý a. Ông Quý bất giác cảm thấy rợn rợn, nét cứng cỏi ban nãy đã bay sạch từ khi luồng âm phong chiếm lấy toàn thân, và tiếng hát ai oán vọng lại làm ông mường tưởng hệt như thanh âm gọi hồn giữa đêm vắng. Ông có cảm tưởng bản thân như lạc vào nghĩa địa, không một bóng người, để thấy xung quanh tối om và một không gian vương đầy tử khí. Ông Quý tái mặt quay người bỏ xuống dưới nhà. Vừa đến cửa căn phòng chứa đồ, ông đột ngột dừng lại vì nghe tiếng động phát ra như tiếng thở dài náo nuột. Giật mình ngó vào trong, ông táo hỏa nhận ra cái bát hương trong góc phòng đang bốc cháy dữ dội, làm cho ông phải lùi vài bước, trượt chân té vào thành cửa. Ông Quý tái mặt quay ngoắt ra, lúc ánh mắt vô tình lướt lên cầu thang thâm u nơi dẫn lên tầng thượng. Ông kinh hãi thét lên vì đập vào mắt là một bóng người đàn bà mặc nguyên bộ đồ trắng, đứng xõa tóc hướng nhìn về ông mà chẳng thấy mắt mũi đâu. Chân tay ông Quý quíu lại, ráng lết xuống tầng 2 mở cửa phòng của con bé Châu ra và lao vào khóa chặt cửa lại. Lần đối diện này ông Quý cảm thấy thật sự run sợ. Ông trùm mền kín cả người mà toàn thân lạnh toát. Trên tầng thượng, cánh cửa sổ cứ đập mạnh vào tường và thanh âm đó diễn ra liên tục. Trong cơn mê man đó, ông Quý nghe rõ một một từng tiếng gào oán hận. Cút khỏi nhà tao, không tao vật chết cha mày. Cút khỏi nhà tao. Sáng hôm sau, điều làm ông Quý cảm thấy kinh khủng nhất đó là khi tỉnh dậy, ông nhận ra mình nằm ngay dưới nền nhà của phòng khách, và trên cẳng chân ông còn giấu 5 ngón tay hằn lên ám khói. Ông Quý lật đật bỏ chạy chối chết, quên cả khóa cửa. Nổ máy chiếc Honda, ông phi lên thẳng bệnh viện, không nghĩ ngợi gì thêm nữa. Kể đến đây, ông Quý không giấu được nét hoảng loạn, kéo ghế ngồi sát lại Cụ Hoan để thêm bình tâm. Ông Quý mới run rẩy cất lời. Cháu không nghe lời cụ nên mới xảy ra cớ sự ấy. Thế cụ ở đây lâu rồi, cụ có biết gốc tích con quỷ đó nó ra làm sao không ạ? Cụ Hoan như bị chọc trúng tim đen, ngập ngừng mấy giây mới cất giọng đượm buồn. Có đen ạ, tôi còn rảnh nữa là đằng khác. Bằng chất giọng trầm khàn, một dòng hồi ký hãi hùng dần được ông cụ Hoan kể ra vạch vòi từng chi tiết. Mấy chục năm về trước, sau khi trải qua thời kỳ mưa bom bão đạn, ngôi làng này còn chìm trong hoang sơ lắm. Dạo đó ông cụ Hoan và ông Nậm sấp xỉ tuổi nhau, tức là ngoài 50. Con trai ông Nậm năm đó đi học ngoài Hà Nội, còn con trai độc nhất của ông cụ Hoan thì vào Nam đánh giặc cứu nước. Dạo đó ngôi làng đa phần đều làm nghề nông. Người dân tuy cuộc sống khó khăn, nhưng tình cảm làng xóm thì đoàn kết, bảo bọc nhau lắm. Ông Quý còn nhớ dạo đó có 2 mẹ con lưu lạc đến làng này. Người mẹ với tấm lưng còng rạp, đội cái nón mề, mặc bộ quần áo bà ba nâu sồng cũ nát, trên lưng dắt theo cái đàn bầu, và một bên chân bị thọt, nhìn không thể đoán được tuổi vì những nếp nhăn chẳng chịt trên khuôn mặt sạm đen. Một chân bà bị thọt nhưng dáng vẻ rất nhanh nhẹn, chẳng khác gì người lành lặn là mấy, khác xa với cái dáng vẻ khắc khổ của mẹ mình. Cô con gái khoảng 15-16 tuổi, có cái lưng ông, đôi mông trái đào, mắt ngọc, cò má hồng và mái tóc thể đen dài tới thắt lưng. Nếu không hỏi cặn kẽ, chắc dân làng cũng chẳng ai tin đó là 2 mẹ con ruột. Họ dắt díu nhau đến từ đầu làng. Bà mẹ dò dẫm để con gái mình dắt tay đi trên con đường bụi bặm. Trời chạng vạng tối, nền trời bắt đầu đổi màu. Gió chiều len qua từng làn áo người, xộc lên hơi đất bỏng rát, làm mỗi bước đi của 2 mẹ con đều trở nên nặng nhọc. Mọi người lúc ấy mới ở ngoài đồng về sau một ngày dài. Có vài người thấy 2 mẹ con tội nghiệp nên bước đến hỏi han. 2 mẹ con chỉ nói là nạn dân dạt về đây từ Mạn Cao Bằng, hiện chưa có nơi nào tá túc. Ngôi làng này sau đó mới có hơn 60 nóc nhà. Cũng vì vậy mà bà con yêu thương và bảo bọc nhau lắm. Ở đây người còn ít nên mỗi khi có thêm người đến thì ai cũng mừng. Cũng vì lẽ đó nên dân làng đồng ý cho 2 mẹ con ở lại luôn. Vậy là từ đó cuối làng nơi mé sông hoang tàn
có thêm một mái nhà lá nhỏ và thêm hai người hàng xóm thật thà. Hàng ngày, công việc nhà nông cực khổ, người con gái đảm đang đó một tay gánh vác hết. Bà mẹ tật nguyền ở nhà lo nấu cơm đợi con gái về ăn. Có thể thấy bà yêu thương cô gái vô cùng, dù bà mặc bộ đồ rách vá chừng vá đục, lại thêm cái chân thọt, nhưng vẫn ráng lê thân đi mấy làng quanh đó mà dùng ngón đàn bầu kiếm tiền từ khách thập phương. Có bao nhiêu tiền bà đều đắp đổi quần áo cho con gái, miếng ngon miếng ngọt nào cũng đem về cho con mà chẳng dám ăn. Dù bà có bần hàn đến mấy thì con gái bà cũng phải luôn tươm tất trong chiếc áo bà ba lành lặn. Và đáp lại tình yêu của mẹ, cô con gái tỏ ra hiếu thuận lắm. Ngoài những lúc bắt tép mò cua, cô lúc nào cũng quẩn quanh chân mẹ mình, líu lo như con chim non, làm cho mẹ vui và thừa hưởng cái tài hoa của mẹ mình. Cô gái chơi đàn bầu giỏi lắm. Nếu như tiếng đàn bầu của bà nghe như đoạn bi ai của một kiếp chìm nổi, thì tiếng đàn của người con gái ấy lại đại diện cho sức sống hừng hực, cho khát khao vượt lên trên nghịch cảnh. Nhưng có lẽ cũng chính vì điều đó đã đem đến cho cô một cơn mưa máu gió tanh, đẩy bản thân vào con đường vạn kiếp bất phục, hoặc giả như tiền nhân đã nghiệm rằng hồng nhan thì bạc phận. Cuộc sống trôi qua tuy vất vả cực nhọc, nhưng đối với hai mẹ con họ cũng khá êm đềm. Căn nhà mé sông bập bùng ánh đèn dầu và không bao giờ thiếu tiếng cười của hai mẹ con họ. Dần dà theo thời gian, người con gái ấy càng lớn càng phồng phao xinh đẹp. Cô như bông hoa mới nở, thu hút bao ánh mắt của đám trai làng sẵn sàng đợi cô gật đầu là rước nàng về sinh để hầu để hạ. Kể đến đây, ông cụ Hoan thở dài thườn thượt rồi bảo: "Còn bé nó đẹp lắm anh ạ, đúng là hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh cũng chả sai. Đáng lẽ là con bé không nên ở cái vùng quê heo hút này, mà phải là ở chốn đô thành xa hoa, là lâu đài vọng cát mới xứng." Ông Quý lặng im tiếp tục chờ đợi. Cô Hoan ngừng lại nhẩm nha câu ả đào mà cô gái hay hát lúc sinh thời: "Tử là tử phu tướng, bảo kiếm sắc phong lên đảng, vào xa luống trông tin chàng, năm canh mơ màng. Em luống trông tin chàng, ôi gan vàng quặn đau ý à." Đoạn tiếp tục kể về quá khứ đầy máu và nước mắt đó. Bà mẹ tật nguyền đã bắt đầu cảm thấy lo lắng khi nhận ra ánh mắt khao khát của đám trai làng dành cho con gái mình. Đối với bà ấy, tình yêu bà dành cho người con gái hệt như bà đang giữ khư khư một báu vật, chỉ sợ làm mất, chỉ sợ cô bị vấy bẩn và bị độc chiếm. Phần vì cuộc đời bà đã quá nhiều cực khổ, phiêu bạt gió sương xem như hoang phế từ lâu. Giờ đây, cuộc sống của bà là dành cho con gái. Không ai có thể chạm vào đóa thiên hương ấy nếu không có một trái tim thuần khiết, không vướng dung tục. Vậy mà chẳng biết kiếp trước bà gây nên tội nghiệp trái ngang gì, mà kiếp này cuộc đời sao quá tàn nhẫn với bà khi đang tâm cướp đi mất nguồn sống duy nhất, là biết bao nhiêu hy vọng mà bà ấp ủ nâng niu, ánh sáng hy vọng và mục đích duy nhất để bà tồn tại trên cõi đời này. Và một buổi chiều mưa thối đất thối cát, bít bùng trời đất, mọi người giật mình khi nghe thấy tiếng kêu thất thanh, xé gan xé ruột của bà ấy phát ra từ căn chòi nhỏ. Khi cơn mưa vừa dứt, dân làng kéo nhau chạy đến, họ nhìn thấy bà đang kêu gào tên con gái. "Còn bà đâu?" mọi người hỏi nhau nhưng chẳng ai biết. Căn nhà nhỏ trống toác cho bếp nguội lạnh, xung quanh mênh mông là nước. Cô gái có thể đi đâu? Mọi người chia nhau đi tìm. Họ gọi tên cô gái vang cả cánh đồng đang ngập chìm trong nước lũ. Đến tối lần lượt, từng chiếc xuồng trở về trong sự thất vọng. Người đàn bà ấy như phát điên. Bà hỏi mọi người trong ẩn ẩn nước mắt: "Còn lại ông, còn lại bà. Ông bà có thấy con của con đi đâu không? Từ trước đến giờ, con bé chỉ quanh quẩn quanh nhà hoặc mò tép mò cá ở con mương gần nhà. Chỉ khi con cho phép thì con bé mới ra khỏi căn chòi nhỏ. Nhưng đi đâu làm gì con bé cũng bảo con." Người đàn bà chân thọt khóc nấc lên sau khi nghe ông trưởng làng hỏi thăm sự tình. Bà dập đầu lại dân làng như tế sao rồi tiếp lời: "Còn lại ông, còn lại bà. Hôm nay con bé bị bệnh nên con đi kéo đàn bầu kiếm tiền rau cháo. Con chỉ vừa đi một lát thôi,
Khi ngoái lại con còn nhìn thấy con bé đứng trông theo. Vậy mà khi trở về con gọi chẳng thấy ai thưa dạ. Tìm khắp nơi cũng chẳng thấy. Con bé đã đi đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Còn lại ông bà đi tìm giúp con với. Mọi người nhìn nhau lắc đầu. Chẳng có lẽ cô gái trượt chân chết đuối? Không thể nào, vì nước xung quanh nhà chỉ mới lên đến ngang ngực người. Cô cũng không có cách nào đi xa được, vì đường vào làng giờ này đã là biển nước. Ban sáng khi ra đi thì bà mẹ đã lấy chiếc xuồng duy nhất đi rồi. Đêm càng khuya, khi chiếc xuồng cuối cùng trở về, họ nói là họ đã đi tìm rất xa mà vẫn không tìm được. Mọi người đành quay về, ngày mai họ sẽ tiếp tục đi tìm. Người đàn bà gào khóc tên con trong vô vọng. Nhưng không chấp nhận sự thật phũ phàng, người đàn bà bật dậy đòi đi tìm con. Mọi người phải cắt cử người trông coi bà. Vì đêm xuống ngoài đồng sâu mênh mông nước tối đen không nhìn rõ mặt người. Vậy mà nửa đêm mọi người không thấy bà ấy đâu nữa. Bà mẹ tội nghiệp đã bỏ đi tìm con lúc nào không hay. Giữa màn đêm mịt mùng, từng cơn gió thổi hơi lạnh lẽo, bà như muốn xé toạc màn đêm ra tìm. Tiếng bà khản đi vì gọi con, chỉ còn thanh âm của tiếng lòng bà đang nức nở. Duyên ơi, mẹ lạy con. Con ơi, con ở đâu? Hôm đó mưa lớn lắm, đường vào làng gần như bị cô lập. Ông cụ Hoan phải làm chân đưa người qua sông bằng một con đò. Khi chuẩn bị về nhà nghỉ tay ăn cơm thì thấy đằng xa có một cô gái đi thẳng đến chỗ ông, nhờ ông trở vào làng. Lúc đó đã chiều, dù cơn mưa đã ngớt tám phần nhưng sắc trời đã gần tối. Lại thấy sắc mặt cô gái có vẻ không tốt sau tấm mạng che mắt, không thấy rõ dung nhan, chỉ nghe thấy tiếng khóc đấm đứt, nên ông cụ Hoan sinh nghi, chưa ra đỏ vội. Gặng hỏi mãi thì cô ấy mới khóc. Một hồi vừa khóc vừa kể cho ông biết cô lỡ bị một thằng họ Sở làm nhục. Nhục nhã ê chề, cô đi lang thang đến làng ta thì gặp cụ Hoan, nhờ ông cụ đưa sang sông để tử giã người thân trước khi đi xa. Lúc ấy ông cụ Hoan cũng chủ quan, nghĩ cô gái ấy chưa ăn gì nên an ủi vội mấy câu để bảo cô ngồi chờ, để ông cụ lên quán bà Diễn xem còn thứ gì ăn được thì mang xuống cho cô ấy. Ngỡ đầu lúc trò xuống đã thấy chiếc đò của mình ở giữa sông. Biết có sự chẳng lành, ông cụ mượn tạm chiếc ghe Lão Hiền chèo ra đến nơi thì không thấy cô ấy đâu. Trên đò chỉ còn mẩu giấy kể tội kẻ bạc ác kia và nhờ ông cụ giữ hộ một vật. Ông cụ Hoan thấy sự ấy lạ lắm, nhưng cơn mưa tầm tã chút xuống nên hối hả chèo đò về. Chưa kịp thay bộ quần áo đã thấy đám dân làng hơn 50 người đội mưa đi tìm, nên ông lao theo luôn. Mới đã đến góc làng, cả đám tái mặt khi nghe tiếng kêu. Không, không phải là tiếng người nữa, mà là tiếng một con thú bị thương. Tiếng gào lên náo nùng, đau đớn, vẫn còn ám ảnh trong ký ức ông cụ rất lâu. Đó là tiếng bà già chân thọt. Không biết bằng cách nào, có lẽ là nhờ linh cảm của người mẹ mà bà đã tìm được con gái giữa đồng nước mênh mông. Mọi người vội vàng theo tiếng bà tìm đến. Nơi gò đất nổi lên giữa đồng như một ốc đảo là một cảnh tượng thương tâm. Bà già ấy đang ôm chặt con bé Duyên, giờ chỉ còn là một cái xác không hồn, máu me ộc ra đầy mặt. Khó khăn lắm người ta mới kéo bà ấy ra khỏi con mình. Bà cứ như con thú dữ, không cho ai đến gần xác con bé. Ai động đến là bà cắn cấu, mắt bà long lên sòng sọc, hai hàm răng rít lại ken két. Giọng bà giờ chỉ còn là tiếng gầm gừ trong cổ họng. Phải đợi đến tối muộn hôm đó, khi bà lạ người đi thì mọi người mới rằng xác con bé Duyên ra được. Đám trai đình phải trói bà lại đưa về, rồi dân làng lo việc chôn cất con bé. Những người phụ nữ thay cho con bé đẹp người đẹp nết đó một bộ quần áo lành lặn vì đổ trên người nó rách bươm. Họ không cầm được nước mắt khi nhìn thấy những vết thương trên người nó khi bọc cô trong manh chiếu. Mùa lũ năm đó nước dâng rất cao. Vì nước lũ ngày càng dâng cao nên xác con bé được chôn ngay ở gò đất đó. Vào mùa này tìm được nơi chôn người chết đã là may mắn lắm. Ai cũng xót thương cho con bé xấu số. Họ cắm vài nén nhang rồi ngậm ngùi quay về. Đó là một buổi chiều đầy gió chướng. Ông Quý ngồi nghe nóng ruột quá bèn hối thúc. Sau đó ra sao hả cụ? Cháu sốt hết cả ruột rồi. Ông cụ Hoan chua chát tiếp tục mạch chuyện. Số là sau một năm từ khi cô gái ấy chết chẳng có sự gì lạ.
Nhưng cơn mưa máu gió tanh bắt đầu ập đến gia đình con trai của ông bà Nậm, chính là thằng Sâm. Theo như lời cụ Hoan kể thì ông Nậm là chỗ tâm giao với cụ. Nhà ông Nậm cũng đẻ được duy nhất thằng con trai này. Chả hiểu học hành ra làm sao mà lâu lâu nó mới về làng một lần. Lâu sau cùng về thì dẫn theo một đứa con gái mặt hoa da phấn và thằng Sâm nặng nặc đòi cưới. Ông nội thằng Sâm là cụ Ngạc giận lắm, tức lây sang cả ông bạn nên tống cổ cả bố lẫn con ra khỏi nhà. Theo như lời cụ Hoan kể thì ông Nậm là chỗ tâm giao với cụ. Nhà ông Nậm cũng đẻ được duy nhất thằng con trai này. Chả hiểu học hành ra làm sao mà lâu lâu nó mới về làng một lần. Lần sau cùng về thì dẫn theo một đứa con gái mặt hoa da phấn và thằng Sâm nặng nặc đòi cưới. Ông nội thằng Sâm là cụ Ngạc giận lắm, tức lây cả sang ông Nậm nên tống cổ cả bố lẫn con ra khỏi nhà. Cũng vì lẽ đó mà ông Nậm quyết định xin hai cụ ra ở riêng và tìm mua được một cái gò đất nằm giữa cánh đồng. Tuy có vẻ vắng vẻ nhưng giá rẻ lại rộng rãi và thoải mái. Gò đất ấy nằm đối diện nhà ông cụ Hoan, chính là mảnh đất xây nên căn nhà ba tầng này. Hai vợ chồng ông bà cũng dựng cho vợ chồng thằng Sâm một ngôi nhà tranh vách đất mái lợp giả. Cụ Hoan thở dài nhìn ông Quý rồi bảo: "Nhà anh không biết chưa, thời đó thì cuộc sống như vậy là rất ổn so với một đôi vợ chồng trẻ rồi. Ông ngoại tôi còn phải ở cùng với hai cụ, lại còn ở trong bếp chứ đâu có được nhà riêng như vậy chứ." Mọi chuyện vẫn cứ bình thường trôi đi, nhưng khoảng được nửa năm thì xảy ra chuyện lớn. Hôm đó ông Nậm cày ở mảnh ruộng cạnh sân nhà, bà vợ ông thì dọn dẹp trong nhà, bà để đứa cháu trai là con của vợ chồng thằng Sâm ngồi chơi trên cái chõng tre đặt ở trước sân. Ông Nậm vừa cày nhưng vẫn quan sát được cháu trai đang ngồi chơi. Đang mải cày thì bỗng ông Nậm giật mình khi nghe có tiếng đàn bầu náo nề vọng từ đâu, lấn theo làn gió xoáy vào óc ông. Đang bần thần lắng nghe vì tiếng đàn bầu quen tai lắm, nhưng nhất thời ông không thể nhớ ra là đã nghe ở đâu. Thì ngay lúc đó ông Nậm cảm thấy có một cái bóng trắng đi qua mình. Theo phản xạ tự nhiên, ông Nậm ngẩng lên thì thấy một con mèo màu trắng mốt lướt qua trước mặt. Con mèo trắng ấy to lắm và ông chưa bao giờ nhìn thấy con mèo này bao giờ cả. Chẳng biết nó là mèo nhà ai mà lại đi vào nhà mình. Dần dần quan niệm, mèo đến nhà là khó, chó đến nhà là may, nên ông Nậm tính xua đuổi. Lạ thay bỗng nhiên con mèo kỳ lạ đó ngoảnh lại nhìn ông bằng ánh mắt rất điềm tĩnh mà chẳng có chút sợ hãi nào cả. Nó kêu lên mấy tiếng rồi từ từ tiến lại chỗ cháu trai ông đang ngồi. Con mèo đó đến gần cháu trai ông ngồi rồi lẻ lưỡi liếm hai bàn chân thằng bé đang thò từ cái chõng tre xuống đất. Bỗng nhiên thằng bé khóc thét lên. Ông Nậm giật mình, bỏ tay cày chạy lên đến nơi thì chẳng thấy bóng dáng con mèo đó đâu cả. Ông nhanh chóng bế cháu trai lên kiểm tra thì lạ thay không có vết xước nào cả. Nhưng điều lạ nhất là thằng bé cứ run lên cầm cập, khóc hoài không nín. Cứ như vậy cho đến khoảng 12 giờ trưa thì thằng bé sặc sụa vài tiếng rồi tắc thở. Ông bà và mọi người đều rất đau buồn, nhất là bà vợ ông Nậm cứ ngất lên ngất xuống vì thương cháu. Vợ chồng thằng Sâm nghe tin cũng kéo nhau về khóc váng lên, không hiểu chuyện gì xảy ra nữa vì con trai họ đang khỏe mạnh bỗng dưng chết một cách đột ngột như vậy, nên bà con lối xóm vô cùng đau buồn. Lò mà chạy cho cháu trai được 3 ngày thì đêm hôm đó hai ông bà đang nằm trong buồng, gian bên ngoài đặt bàn thờ của thằng bé bỗng nhiên bát hương cháy ngùn ngụt. Lên lúc đó gió rít lên từng cơn, đập vào vách cửa tựa như tiếng tay người cào xé. Ông bà Nậm vì thương nhớ cháu nên dậy thắp cho thằng bé một tuần nhang để vong linh nó đỡ tủi lạnh. Cả hai ông bà sụt sùi lau nước mắt rồi dò dẫm bước ra ngoài. Vừa ra đến cửa buồng nhìn lên bàn thờ thì cả hai ông bà đều rụng rời chân tay, đứng không vững được nữa. Trên bàn thờ là cảnh tượng hãi hùng, khuôn mặt với làn da bợt bạt đó vẫn là cháu trai ông, nhưng thân thì là thân con mèo trắng mà ông nhìn thấy mấy hôm trước. Con mèo quỷ với gương mặt người, cặp mắt đỏ ngầu kèm theo những tiếng gió rít lên từng cơn làm ông bà rú lên ngã quỵ. Nghe tiếng thét của cha mẹ mình, Sâm cuống cuồng lao ra rồi tái mặt đỡ ông bà dậy. Đang loay hoay chưa biết xử trí ra sao thì ông nội hắn là cụ Ngạc vừa đến gõ cửa. Cụ Ngạc kêu Sâm lấy chậu không đánh gió cho ông bà Nậm. Một lúc sau hai ông bà mới bàng hoàng tỉnh lại.
Thấy hai vợ chồng con trai mặt cắt không ra máu, mồ hôi thì nhễ nhại, cụ liền hỏi: "Nhà chúng mày có chuyện gì mà lăn quay ra thế hử?" Ông Nậm xanh mặt kể toàn bộ đầu đuôi những gì ông bà cùng chứng kiến. Vừa dứt câu chuyện, cụ Ngạc liền chửi đồng: "Toàn những chuyện linh tinh, thần hồn nát thần tính, ma với quỷ cái gì? Tao từng này tuổi rồi, chưa bao giờ thấy ma quỷ bao giờ. Để đêm nay một mình tao ở đây, xem mà có cái thứ gì không nào." Cụ Ngạc vốn là người đi lính lâu năm nên chẳng biết sợ điều gì. Đến khi về làng, cụ lại bám nghề sông nước. Mười mấy năm đi lính lại thêm làm nghề, gặp biết bao xác chết trôi rồi mắc cả vào lưới. Cụ còn bình tĩnh gỡ rồi thả đi, chứ sao cụ tin vào ba cái chuyện ma quỷ tào lao này. Đêm hôm ấy, hai ông bà Nậm phải sang nhà ông Hoan ngủ. Chẳng ai dám về nhà vì cứ nghĩ đến chuyện lúc nãy là cả hai ông bà đã bủn rủn hết tay chân, huống chi là về đó ở nữa. Tối hôm ấy, cụ Ngạc một mình ở nhà trên. Cụ thắp nhang trên bàn thờ rồi mở tung cửa, nằm luôn trên cái chõng tre kê ở dưới cái bàn thờ để ngủ. Tay cụ vẫn ôm chặt cái gậy gỗ. Cho đến tầm 3 giờ sáng, khi cụ đang thiêu thiêu ngủ, bỗng nhiên gió rít lên ào ào. Cụ Ngạc ngẩng lên bàn thờ thì những điều con trai và con dâu cụ kể, nhưng cụ không có tin, giờ hiện ra ngay trước mắt. Trước mắt cụ là khuôn mặt của đứa cháu trai mới mất cách đây vài ngày, nhưng thân thể thì lại là một con vật bốn chân đang ngồi chồm chỗm giữa ban thờ, mắt thì đỏ rực. Cụ lấy hết sức đập cây gậy thật mạnh về hướng phát ra ánh sáng màu đỏ đó, rồi quát lớn: "Không có nhà với cửa gì nữa!" Nói rồi, cụ chạy một mạch sang nhà ông Hoan. Về đến nơi, cụ nói với vợ chồng ông Nậm là: "Vợ chồng mày về nhà tao mà ở, còn mảnh đất đấy thì bỏ đi, không về đó ở nữa." Nói rồi cụ lặng lặng chẳng nói gì nữa, bỏ chai rượu đang đeo bên cặp quần ra tu một hơi hết một nửa non, mà khuôn mặt cụ vẫn toát lên vẻ sợ hãi. Cuộc đời cụ chưa bao giờ gặp phải điều này. Chiều hôm ấy, cả gia đình ra huyệt mộ, làm cho thằng bé cái lễ mở cửa mả, tính ngày mai sẽ dọn về nhà cũ. Thắp hương xong, vợ của Sâm là Trang còn đang mải đứng trầm ngâm, suy nghĩ muộn phiền thì trời đã sầm tối từ lúc nào không hay, báo hiệu cơn mưa lớn sắp ập đến. Những đám mây đen đua nhau kéo đến, cùng với đó là những cơn gió cuồng phong đang dần đưa khu nghĩa địa trở lại vẻ u ám, tăm tối vốn có của nó. Trên bầu trời, một đàn quạ đen không biết từ đâu bay ngang qua khu nghĩa địa này. Chàng đưa mắt nhìn theo lũ quạ, bất giác khi lũ quạ bay qua ngôi miếu ở gần đó, cô thấy một bé trai trong đó. Quái lạ, từ nãy khi cô đến đây và lúc nhà chồng ra về, làm gì có ngôi miếu nào ở đó. Ngôi miếu cách cô ước chừng vài chục bước chân. Ngôi miếu khá tối, dường như trong miếu chỉ có vài cây nến kết hợp với màu đỏ của rèm khiến nó trông rất ghê rợn. Chàng không thể thấy rõ ngôi miếu bởi khói hương trầm không biết từ đâu kết thành một màn sương mờ ngăn cách mắt cô, không thấy rõ được bên trong. Chàng nhớ mình chỉ thấy một bé trai trông rất nhỏ nhắn, xinh đẹp, đang mặc bộ đồ màu trắng. Tay thằng bé dường như đang cầm một con búp bê. Bất chợt như đã nhận diện được, đứa bé từ từ quay đầu lại phía cô, giơ cánh tay lại và nói: "Mẹ ơi, cứu con, bà ấy sắp bắt con đi." Tiếng nói của nó nghe rất thảm não, chàng không thể nghe ra chữ gì, nhưng thành âm đó đủ khiến cho chàng tự gạt đi những thắc mắc về căn miếu và thằng bé. Cô thấy giữa mình và thằng bé có sự liên kết lạ lùng, cứ như nó là con ruột của cô vậy. Thằng bé lặp lại như vậy 3 lần, rồi bỗng như nhìn thấy một cái gì đó, nó bỗng thụt lùi lại, hai tay ôm khư khư con búp bê, miệng lẩm bẩm mỗi lúc một to dần: "Không, bà không phải là mẹ tôi. Bà cút đi. Mẹ ơi, cứu con." Rồi bóng cửa miếu đóng sập lại, ánh đèn trong miếu chợt vụt tắt, một tiếng hét thấu trời của đứa bé vang lên. Chàng vừa lấy tay bịt tai vừa nhanh chân chạy về phía ngôi miếu đó, nhưng dường như có một sức mạnh nào đó ngăn không cho cô làm vậy. Ngôi miếu mỗi lúc một xa hơn, mờ dần rồi tan biến vào trong màn sương. Cô mải chạy theo được một lúc thì cũng chợt nhận ra mình đã lạc đường. Cô không biết mình đang ở đâu nữa. Dường như cô đang ở giữa rừng thì phải. Dù trời đã tối,
nhưng ánh trăng đêm rằm đủ sáng để cô dần định thần lại và quan sát xung quanh. Cô thấy xung quanh mình là một rừng cây đang bao phủ bãi đất trống mà cô đang đứng. Xa xa cô thấy trên một cành cây có sợi dây đang treo ở đó. Sợi dây trông khá cũ kỹ, có vẻ như ai đó đã từng treo cô ở đó vậy. Rồi cô thấy sợi dây đung đưa, nhưng lạ thay không hề có một cơn gió nào cả. Sợi dây đung đưa đầy lạ thường, giống như nó đang muốn vẽ một cái thứ gì đó. Chàng tính tiến lại xem thì bỗng sợi dây bốc cháy dữ dội, và rồi nó bay thẳng đến chỗ cô, nhưng là bay xuyên qua. Chàng né người và té ngã xuống đất. Cô ngoái đầu nhìn theo hướng sợi dây thì không thấy đâu. Thay vào đó, cô thấy một cái giếng nhỏ. Rồi cô thấy một người phụ nữ đang dắt tay con trai mình đi về phía cái giếng. Cả hai đều trong trang phục màu trắng. Đúng rồi, đó chẳng phải là thằng bé trai đó sao? Như đã hiểu chuyện, Trang định chạy lại chỗ con mình, nhưng dường như có cái gì đó đang giữ cô lại. Hay nói chính xác hơn là đang kéo cổ cô lại. Trang giật mình khi thấy sợi dây lúc nãy đã ngoắc vào cổ cô từ khi nào. Cô vùng vẫy một lúc mới tháo được dây ra, nhưng đã quá muộn. Người đàn bà đó đã cùng con cô nhảy xuống giếng. Chàng vội chạy lại nhòm xuống giếng, nhưng cô chỉ thấy một màu đen thôi, sâu thẳm thẳm nơi đáy giếng. Cô sực nhớ ra có một cái gì đó. Cô tính quay đầu chạy đi thì đàn quạ không biết từ đâu bay thẳng vào cô, khiến cô trượt chân té xuống giếng. Nhà ông Nậm thấy con dâu đi mãi không về thì hãi hùng quay lại. Nơi cái giếng hoang đầu nghĩa địa, xác con dâu ông đã chết nổi từ bao giờ. Phút chốc không khí tang tóc lại ập đến ngôi làng này. Đêm trước khi đem xác vợ ra đồng, Sâm ngồi gục đầu bên quan tài suy nghĩ điều gì lung lắm. Hắn mệt mỏi lịm đi lúc nào không hay, cho đến khi một tiếng rít vang lên, nghe như tiếng phát ra từ hai hàm răng người nghiến chặt. Chợt hắn há hốc mồm khi thấy mình đang ở mé sông, đôi mắt như lồi ra khỏi tròng, máu dường như ngừng chảy trong huyết quản vì nỗi kinh hoàng không sao diễn tả bằng lời. Trên khúc sông u tối, một bóng người hiện ra lơ lửng trong màn sương ngả màu đỏ như máu loang. Xâm lùi lại mùi máu tanh mà hắn ngửi thấy bao lần trong giấc mơ. Không, lúc này đây đôi tay hắn đầy máu, máu nhỏ từng giọt tong tỏng. Hắn định vùng chạy nhưng hai chân như chôn chặt xuống đất. Đây là cơn ác mộng cuối cùng của đời hắn, cũng là lần hắn nhìn thật gần khuôn mặt đang gần sát lại. Hắn cảm thấy cả cái lạnh lẽo của làn da trắng nhợt bê bết máu. Đôi mắt mở trừng trừng vằn lên thù hận. Đó là đôi mắt mà hắn đã không dám nhìn vào buổi chiều hôm đó, khi bỏ xác con bé Duyên nằm lại trên gò đất lạnh. Hắn nhìn rõ cả vết móng tay cào trên da thịt Duyên hẳn lên từng làn đỏ rớm máu. Quần áo Duyên rách bươm trong cơn cuồng tỉnh của hắn. Lúc đó hắn như một con dã thú say mồi. Đến khi hãm hiếp làm Duyên là người ngất đi, hắn mới thả cô ra. Hắn rùng mình, từng ngón tay Duyên chạm vào người hắn lạnh buốt thấu xương. Những ngón tay bật cả móng, bám đầy bùn đất khi cô cố cấu víu xuống mé bờ đất để chống chọi. Mớ tóc đen dài rối bù xóa vào mặt hắn. Trong cổ họng Duyên vang lên những thanh âm nức nở, nửa như rên rỉ, nửa như là tiếng uất nghẹn. Cái miệng mím chặt của cô từ từ há ra đầy máu. Hắn rú lên, trên tay hắn là nửa cái lưỡi của cô còn nóng hổi. Trong nỗi tủi nhục cùng cực, Duyên đã gom hết sức tàn cắn lưỡi tự vẫn. Máu loang ra khóe miệng thấm ướt trên đất, ướt tay hắn khi hắn hoảng loạn nắm lấy cô. Cô chết và mắt mở trừng trừng như nhìn theo hắn, vội vã chống xuồng bỏ đi. Đôi mắt đó giờ đang nhìn hắn với nỗi hận thù ghê gớm. Giây phút cuối đời, hắn nhận ra nợ máu phải trả bằng máu. Tiếng thét dài xé toạc màn đêm, kéo dài cả khoảng không mênh mông. Tiếng thét làm sởn gai ốc, đánh thức mọi người trong vùng dậy. Cả nhà ông Nậm choàng tỉnh, tiếng chó tru từng hồi làm ghê rợn thêm màn đêm. Ông mở hé cửa nhìn ra ngoài, thứ gì đã gây ra âm thanh khủng khiếp đó, ai oán như một tiếng khóc than thảm thiết. Ngoài đồng xa, mọi vật ngập chìm trong ánh trăng, trăng đêm đỏ tươi như màu máu. Phải đến 3 ngày sau người ta mới tìm ra xác Sâm ở nơi chôn cất con bé Duyên dạo nọ. Con chó của ông Nậm cắn được một vạt áo, đưa mọi người đến chứ cũng chẳng ai muốn vào đó tìm. Họ tập hợp lại rồi đi vào. Từ xa họ đã thấy hắn ở tư thế quỳ gối, đầu cụp vào mộ đất.
Lúc đến gần nhìn thì cái xác khô cứng co quắp lại, đôi tay bấu vào ngực, nét mặt hắn nhăn nhúm đến biến dạng, riêng cặp mắt trắng dã như muốn lồi ra khỏi tròng. Mọi người im lặng, không khí bao trùm sự sợ hãi, không ai dám nói câu nào. Họ tránh ra nhường cho ông cụ Hoan đến gần xem. Ông nhìn kỹ, trên khóe miệng Sâm có một vệt máu khô chảy dài xuống cổ. Ông ngoắc mọi người đến đỡ cái xác nằm xuống. Nhưng kỳ lạ, thi thể co quắp không thể nào kéo ra cho thẳng. Cái nắng chói chang hay bởi vì tử khí nơi này quá nặng khiến cho ông cụ Hoan thấy hoa mắt. Cái gì đã gây ra cái chết kinh hoàng đến vậy? Xung quanh đồng không mông quạnh, hình như con chó của ông Nậm tìm được thứ gì ở bên kia gò. Ông cùng vài người tìm đến thì nhìn thấy một bà già đang nằm thoi thóp. Ông vội vàng đỡ bà ta lên. Bà già đang mê man, chỉ còn những hơi thở ngắt quãng của người sắp chết đang hấp hối. Thân hình bà khô đét nhỏ chót như một đứa trẻ, khuôn mặt sạm đen chẳng chịt nếp nhăn. Ông cụ Hoan lay gọi thì nghe trong cổ bà có tiếng khò khè, ghé tay vào thì ông nghe giữa những tiếng nấc. Nợ máu phải trả bằng máu. Bà tắc cười, cái cười khủng khục ghê rợn trong họng rồi tắc thở. Ông Hoan cầm tay bà bắt mạch rồi lắc đầu. Trong tay bà rơi ra một vật, ông nhặt lên, đó là một nửa mảnh ngọc của một sợi dây chuyền. Ông Hoan nhìn kỹ thấy nửa mặt ngọc này rất quen mà nhất thời không nhớ ra. Ông Quý nghe đến đây thì cảm thán thở dài rồi trầm ngâm. Giờ thì ông đã rõ mọi chuyện. Ông không ngờ ở cái làng nhỏ bé này lại tồn tại một câu chuyện mang kết cục bi thương như vậy. Như chợt nhớ ra điều gì, ông Quý sốt sắng hỏi cụ Hoan. Cụ còn giữ vật mà cô gái bí ẩn đó trao cho không? Cụ Hoan như sực tỉnh cơn mê, nhanh chân trở vào nhà, rồi rất nhanh mang ra một tấm vải lụa bên trong gói một vật. Vừa trông thấy ông Quý phút chốc kinh hãi, nhìn xuống một nửa miếng ngọc, ông Quý thở dài. Vật còn đây mà người đã ra thiên cổ. Giờ cụ đi với cháu ra mộ bà ấy. Ông Quý nói chắc nịch, vẻ mặt không chút e dè. Khu gò mả gần bờ sông giờ heo hút, vắng lạnh rợn người. Mấy nhà xung quanh cũng tránh đi đâu mất. Phải khó khăn lắm sự quan tâm theo thỉnh của ông Quý và cụ Hoan mới trong đèn đến được đây. Giữa cái nơi mà màu đen của màn đêm và tiếng ếch nhái đang làm chủ nơi này. Cắm bó nhang đọt rực xuống hai ngôi mộ của mẹ con Duyên. Sư thiện pháp rì rầm đọc mấy bài kinh địa tạng, cầu siêu, sắc mặt nghiêm trang. Cụ Hoa đứng bên, tay vần về điếu thuốc lào đỏ rực, nhận nha nghe mấy lời kinh kệ. Ông Quý thì chẳng chậm rãi đào một khoảng đất nhỏ cạnh mộ của bà mẹ, rồi táng luôn một nửa mảnh ngọc xuống. Hồi lâu sư dừng lại khấn rõ to, cốt để cho cả cụ Hoan chứng kiến. Nữ thí chủ, ta và thí chủ có duyên gặp nhau nhưng không có duyên giác ngộ. Đó cũng là lỗi lớn do ta mà ra. Phàm là tăng ni thì phải mở cửa từ bi, lắng nghe mọi điều chúng sanh giải bày. Ấy vậy mà ta sơ suất, không biết được nữ thí chủ có một nỗi tâm sự lớn như vậy. Nay việc đã rồi, vật cũ hoàn chủ, hà cớ thí chủ còn chưa siêu thoát. Gieo nhân nào gặt quả ấy, kẻ bạc tình kia cũng bị báo ứng rồi. Thí chủ đừng canh cánh mối hận thù mà làm chết bao người vô tội. Xin hai mẹ con thí chủ hãy yên lòng nhắm mắt. Bất chợt, bó nhang cháy bùng lên rồi tỏa làn khói xanh thẳm, bốc thẳng đứng không tản ra. Liền sau đó có tiếng đàn bầu nghe đến xé lòng từ khúc sông vọng lại. Xa dần, xa dần. Sự quảng tâm nhắm mắt đọc kinh, nói vọng qua cụ Hoa. Cụ thực hiện được ước vọng của vong rồi. Cụ Hoan lặng người rồi nhẩm nha mấy câu thơ. Hoa nở ngàn năm hoa bị ngạn, hoàng tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương. Vô hòa hữu diệp vô tương ngộ, vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương. Nhờ có lời giải thích của sư, ông Quý và lời kể của cụ Hoan dần làng mấy rõ và tiếc thương cho cô gái bạc phận năm nào. Gia đình ông Quý ở lại căn nhà đó và đến nay chẳng xảy ra thêm sự gì nữa. Quý vị thân mến, câu chuyện Chạm Đáy Đau Thương của tác giả Mạnh Ninh đến đây là khép lại buổi phát triển ngày hôm nay của Duy Thuận. Cảm ơn sự đồng hành, đón nghe và theo dõi của tất cả quý vị. Hy vọng rằng hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay quý vị sẽ yêu mến nhé.
Và quý vị hãy để lại cho Thuận những bình luận, những comment, những nói lên cái cảm xúc của tất cả quý vị nha. Và có lẽ rằng là kênh Người Dẫn Đầu Quê Âm cũng đã trải qua một cái khoảng thời gian cũng khá là dài đồng hành cùng tất cả quý vị. Không biết được rằng có bao nhiêu quý vị đã theo dõi ở kênh Người Dẫn Đường Quay Âm từ cái thời đầu tiên cho tới tận thời điểm này. Quý vị có thể cho Thuận được biết được không ạ? Hãy comment xuống cho Thuận được biết xem là quý vị đã biết đến Thuận từ cái thời điểm nào, và quý vị ấn tượng nhất điều gì ở trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, cũng như là quý vị ấn tượng nhất với cái câu chuyện nào mà đến thời điểm này quý vị không quên được. Hãy để lại cho Thuận được biết những cái điều đó quý vị nha. Còn bây giờ thì Duy Thuận xin kính chúc cho tất cả quý vị hãy ngủ thật là ngon. Và ngày mai 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau với câu chuyện khác nhé.